Chiến thần bất bại. Tiêu Chính Văn. Chương 641, hẹn chiến. Cấp dưới của Lạc Thiên Lang hùng hổ ùa vào, đứng quanh phòng bệnh, còn Lạc Thiên Lang vênh váo bước tới trước mặt Tiêu Chính Văn. Khương Vi Nhan cũng bị cảnh tượng này làm cho hoảng sợ, đồng thời nhắc nhở Tiêu Chính Văn, chồng ơi, anh đừng đánh nhau với bọn họ. Lạc Thiên Lang chẳng thèm quan tâm đến lời nói của Khương Vi Nhan, hắn bước tới trước mặt Tiêu Chính Văn và đánh giá anh. Chính anh đánh cấp dưới của tôi bị thương sao? Lạc Thiên Lang hỏi. Chính cấp dưới của anh đập phá công ty của vợ tôi sao? Tiêu Chính Văn không hề tỏ ra yếu thế, hỏi ngược lại. Tốt lắm, anh rất dũng cảm, dám ăn nói với tôi như vậy. Lạc Thiên Lang tung luôn một cú đấm móc vào bụng Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn áp bàn tay xuống, chặn được cú đấm của đối phương, đồng thời lùi lại hai bước. Cái lùi này khiến anh lại gần Khương Vi Nhan, cũng để bảo vệ cô. Anh lo đối phương bỗng gây rắc rối, sẽ làm Khương Vi Nhan bị thương. Anh không muốn Khương Vi Nhan phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Nhưng hành động lùi lại của anh lại lọt vào mắt Lạc Thiên Lang, khiến hắn thầm mừng rỡ. Hắn còn tưởng Tiêu Chính Văn mạnh đến đâu chứ, không ngờ đỡ một cú đấm của hắn mà phải lùi lại mấy bước. Bây giờ xem ra, tên Tiêu Chính Văn này cũng không lợi hại như Thạch Nghiêu nói, chắc chắn là do thực lực của Thạch Nghiêu kém cỏi. Hừ, anh đánh cấp dưới của tôi bị thương, bây giờ tôi rất tức giận, nhưng tôi cũng không định ra tay với anh ở bệnh viện. Lạc Thiên Lang bước tới trước mặt Tiêu Chính Văn, cười nói. Hôm nay tôi sẽ cho anh một cơ hội, 9 giờ tối nay, một mình tôi sẽ đến câu lạc bộ Hoa Phong, chúng ta sẽ giải quyết ân oán ở đó. Nếu anh không dám đến thì tôi sẽ cho cấp dưới của tôi đến bệnh viện đánh người của anh một trận no đòn. Hơn nữa, chúng tôi cũng tuyệt đối không bỏ qua cho anh, nếu bị chúng tôi bắt được thì đừng trách chúng tôi không khách khí. Lạc Thiên Lang nói xong, giơ tay búng một cái, dẫn các cấp dưới của hắn rời khỏi bệnh viện. Trước đó hắn nghe Thạch Nghiêu kể lại, đám bọn họ đầu tiên đến công ty Nana, đánh các nhân viên một trận, mới ép được Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn ra mặt. Điều này cũng cho thấy, Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan vẫn vô cùng quan tâm đến an toàn của các nhân viên. Nếu bây giờ Lạc Thiên Lang lại dùng các nhân viên để uy hiếp thì chắc chắn Tiêu Chính Văn sẽ đến. Đến lúc đó, hắn sẽ khiêng đám người Thạch Nghiêu ra khỏi bệnh viện. Để bọn họ chứng kiến cảnh hắn đánh Tiêu Chính Văn một trận như thế nào. Để bọn họ biết, hắn cũng chính là đội trưởng của bọn họ, mới là binh vương mạnh nhất, là sự tồn tại sừng sững không được phép nghi ngờ. Nếu như có thể đánh thắng Tiêu Chính Văn, thì không những có thể lập uy trong quân, mà còn có thể khiến những người không phục phải tâm phục khẩu phục. Hơn nữa Tưởng Đào còn hứa với hắn, nếu như có thể giết chết Tiêu Chính Văn giúp anh ta, thì hắn sẽ nhận được một món tiền thưởng rất lớn. Sau khi đám người Lạc Thiên Lang bỏ đi, Khương Vi Nhan mới kéo tay Tiêu Chính Văn, nói với anh, chồng ơi, anh định đi thật sao? Vợ à, tuy anh đã đồng ý với em là không ra tay với người khác nữa. Nhưng hiện giờ, bọn họ đã trèo lên đầu lên cổ chúng ta rồi, nếu anh không đi, bọn họ sẽ còn ra tay với các nhân viên của chúng ta nữa, vì các nhân viên thì anh phải đi một chuyến. Tiêu Chính Văn siết chặt nắm đấm, đồng thời giơ nắm đấm lên, thể hiện sức mạnh với Khương Vi Nhan. Khương Vi Nhan cũng biết hiện giờ là lúc cần phải ra tay, cô chỉ không muốn Tiêu Chính Văn bị thương. Em yên tâm đi, anh có cách đối phó với bọn họ. Thực ra Tiêu Chính Văn đã nhìn ra được, đám người Lạc Thiên Lang hẳn là thuộc thế lực của chiến khu Đông Nguyên. Nhưng chắc là đối phương vẫn chưa biết anh là vua Bắc Lương. Nếu đối phương đã muốn khiêu chiến, thì đúng lúc anh phải cho bọn họ thấy, rốt cuộc đối thủ mà bọn họ chọn là sự tồn tại như thế nào. Vậy thì anh phải đồng ý với em bình an vô sự trở về. Khương Vi Nhan không yên tâm nói. Được, anh đồng ý với em, anh sẽ đi nhanh về nhanh. Tiêu Chính Văn chìa tay ra, móc ngoéo với Khương Vi Nhan. Lúc này Khương Vi Nhan mới yên tâm, nói với Tiêu Chính Văn, được, anh cứ đi đi. Thực ra em đã ngứa mắt bọn họ từ lâu, bọn họ đánh nhân viên của em bị thương, còn định làm nhục em, khiến công ty loạn hết cả lên. Nếu như có cơ hội, anh cũng dạy cho tên hùng hổ vừa rồi một bài học, nghe nói anh ta là đội trưởng. Tiêu Chính Văn nhìn thấy dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của Khương Vi Nhan, liền bật cười. Được, bây giờ anh sẽ đến đó đánh bay bọn họ, dạy cho họ một bài học. Chương 642, không bằng khẩu súng trong tay tao. Tiêu Chính Văn đến câu lạc bộ Hoa Phong. Ở sảnh chính,
Lạc Thiên Lang và các cấp dưới của hắn đã chờ rất lâu. Vốn dĩ Lạc Thiên Lang còn lo Tiêu Chính Văn không dám đến, lúc nhìn thấy Tiêu Chính Văn một mình bước tới, hắn không nhịn được nở nụ cười. Không ngờ anh dám đến một mình thật, nên nói anh dũng cảm hay là ngây thơ đây nhỉ? Lạc Thiên Lang vừa nói vừa nhìn về phía mấy đồng đội bị thương đang ngồi trên xe lăn phía sau hắn. Chẳng phải các anh nói tên Tiêu Chính Văn này còn mạnh hơn cả tôi sao? Hôm nay tôi sẽ cho các anh được mở mang tầm mắt, để các anh biết, rốt cuộc ai mới là cường giả thực sự. Lạc Thiên Lang nói xong liền bước tới trước mặt Tiêu Chính Văn. Anh đánh người của tôi bị thương thì phải trả giá. Tiêu Chính Văn cũng cười đáp, chẳng phải đồng bọn của anh cũng đánh vợ tôi và nhân viên của công ty chúng tôi bị thương sao? Bọn họ đã làm sai gì chứ? Bọn họ làm sai thì có thể để tôi trừng phạt, nhưng anh ra tay đánh người của tôi bị thương thì tôi sẽ không khách khí với anh. Giọng điệu của Lạc Thiên Lang cực kỳ bá đạo. Thoạt nghe dường như là đám người Thạch Ngưu làm sai, nhưng trên thực tế tất cả là do Lạc Thiên Lang đứng sau lưng sai khiến. Lúc này, Tưởng Đào cũng đã đến câu lạc bộ, anh ta nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn. Nghĩ đến việc lát nữa Tiêu Chính Văn sẽ bị dạy dỗ, Tưởng Đào vô cùng kích động. Sở dĩ cấp dưới của anh đến công ty vợ tôi gây chuyện đều là vì nghe lời anh sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Lạc Thiên Lang với ánh mắt lạnh lùng. Vừa rồi ở bệnh viện tôi không tiện ra tay với các anh, bây giờ vợ tôi đã lên tiếng rồi, cô ấy muốn đánh cho các anh một trận no đòn. Tiêu Chính Văn siết chặt nắm đấm, giơ tay lên. To mồm lắm, anh đã đánh gãy tổng cộng 14 chiếc xương của cấp dưới của tôi, lát nữa tôi phải đánh gãy 14 cái xương của anh. Lạc Thiên Lang đã bày ra tư thế chiến đấu. Nếu anh tính như vậy, thì cấp dưới của anh đã đánh gãy tổng cộng hơn 40 cái xương của nhân viên của tôi, vậy chẳng phải tôi cũng phải đánh gãy hơn 40 cái xương trên người anh sao? Tiêu Chính Văn cũng lùi lại một bước, bày ra tư thế chiến đấu. Nếu anh có bản lĩnh thì cứ tới đây. Lạc Thiên Lang dứt lời, giơ chân đá một phát về phía Tiêu Chính Văn, chủ động tấn công. Nhưng hắn không ngờ Tiêu Chính Văn vừa chặn được đòn tấn công vừa chủ động xông về phía hắn. Cái gì? Lạc Thiên Lang giơ tay định đón đỡ, nhưng cơ thể Tiêu Chính Văn đã va mạnh vào người Lạc Thiên Lang, sau đó lấy cơ thể làm yểm hộ, tung một cú đấm móc vào bụng hắn. Lạc Thiên Lang cảm thấy vùng bụng đau đớn, hắn há miệng phun ra nước chua. Hắn không ngờ Tiêu Chính Văn lại nhìn ra được đòn tấn công của hắn, thậm chí còn phản kích lại. Nhưng là một người lính, năng lực phản kích của hắn cũng không hề thấp, người bình thường sau khi bị đấm một cái thì đã mất khả năng chiến đấu, còn Lạc Thiên Lang sau khi bị đấm vẫn có thể đứng vững được. Tiêu Chính Văn lại tung một cú đấm nữa về phía Lạc Thiên Lang. Hắn giơ hai tay chắn trước mặt, muốn cản lại cú đấm này, bởi vì cánh tay có thể phòng ngự được nắm đấm của đối phương, không cho đối phương đánh trúng phần đầu. Nhưng cú đấm của Tiêu Chính Văn lại mang theo sức mạnh nghìn cân, nện mạnh vào hai cánh tay của hắn. Lập tức khiến xương hai tay của hắn vỡ vụn. Cú đấm tiếp theo mang theo sức mạnh không gì địch nổi, nện mạnh vào mặt Lạc Thiên Lang. Cảnh tượng này khiến các anh em của Lạc Thiên Lang há hốc miệng, bọn họ cũng không ngờ đội trưởng bình thường vô địch, mà lúc này lại bị một quân nhân xuất ngũ đánh cho không kịp trở tay. Hơn nữa không phải trận đấu ngang tài ngang sức, mà là bị đánh đơn phương. Anh dám! Lạc Thiên Lang lùi lại mấy bước, sau khi bị đấm một cái. Ý thức của hắn ngày càng không tỉnh táo, mắt cũng hơi hoa lên. Điều quan trọng nhất là hắn cảm giác hai tay của mình đã không thể nhấc lên nổi nữa. Cú đấm vừa rồi của Tiêu Chính Văn chẳng khác gì một chiếc xe tải tông thẳng vào hắn, xương ở hai cánh tay hắn đã bị Tiêu Chính Văn đấm cho nát vụn. Tại sao, rốt cuộc đây là sức mạnh gì vậy? Lạc Thiên Lang không dám tin mình đã thất bại, càng không tin trên đời này lại có một người mạnh mẽ kinh khủng như Tiêu Chính Văn. Lúc này, hắn nhìn Tiêu Chính Văn như nhìn một loài mãnh thú nào đó, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi. Nếu tôi không đoán nhầm, các anh hẳn là người của chiến khu Đông Nguyên đúng không? Tiêu Chính Văn nói xong, bước lên một bước, lại thụi một cú đấm nữa vào bụng Lạc Thiên Lang. Lạc Thiên Lang cúi đầu phun ra máu, thậm chí hắn còn nghe thấy tiếng xương sườn của mình bị gãy. Thân là đội trưởng của bọn họ, mà anh dám tự ý dẫn người đến đánh dân phá công ty. Hành vi của anh đã là vi phạm kỷ luật rồi. Tiêu Chính Văn giơ tay lên đánh thêm một cú đấm nữa vào bụng đối phương, lại khiến mấy chiếc xương sườn của Lạc Thiên Lang nữa bị gãy. Mấy cấp dưới xung quanh không nhìn nổi nữa, lập tức xông tới định cứu đội trưởng của mình. Nhưng,
ngay cả Lạc Thiên Lang cũng không phải là đối thủ của Tiêu Chính Văn, đám binh lính này đứng trước mặt Tiêu Chính Văn thậm chí còn không có sức mà giao đấu, chỉ mấy cú đấm đá đã bị anh đánh cho nằm bẹp dưới đất. Lạc Thiên Lang khó khăn lắm mới hoàn hồn lại, hắn ngẩng đầu lên, phát hiện người của hắn đã ngã hết xuống đất. Còn Tiêu Chính Văn vẫn đứng sừng sững trước mặt, đồng thời chậm rãi bước về phía hắn. Anh đã thua rồi, hãy nhớ lời của tôi, nếu anh còn dám động vào một sợi tóc của vợ tôi thì tôi sẽ khiến anh chết không chỗ chôn. Tiêu Chính Văn cảnh cáo xong, đang định rời đi. Đúng lúc này, anh nghe thấy tiếng súng lên nòng. Anh quay đầu lại mới phát hiện, tất cả bọn họ đều móc súng trong túi ra, từng họng súng đen ngòm chĩa vào anh. Tuy Lạc Thiên Lang bị Tiêu Chính Văn đánh đến mức mặt mũi bầm dập, nhưng hắn cũng lấy súng trong túi quần ra, chĩa vào Tiêu Chính Văn. Khốn kiếp, tao không ngờ mày lại lợi hại đến vậy, nhưng kỹ thuật đánh đấm của mày lợi hại đến đâu cũng vô ích thôi. Bây giờ đã không còn là thế giới dựa vào nắm đấm và cú đá là có thể giành được thiên hạ nữa, đứng trước họng súng, cho dù mày có bản lĩnh đến đâu cũng không thể bằng được súng trong tay tao. Lạc Thiên Lang cười vênh váo, nói. Tuy hắn cảm thấy cả người như dã rời, nhưng sau khi bọn họ rút vũ khí ra, hắn cảm thấy mình đã chiếm ưu thế cực lớn, khuôn mặt lại nở nụ cười. Đây chính là sự khác biệt giữa binh lính và người bình thường. Bên cạnh tao có cấp dưới, hơn nữa cũng đều có súng, mày dù mạnh thì cũng chỉ là một kẻ đơn thương độc mã. Lạc Thiên Lang ôm khuôn mặt, nụ cười vừa rồi khiến miệng vết thương của hắn bị rách ra. Sự khác biệt giữa binh lính và người dân chẳng phải là trách nhiệm sao? Huống hồ, sao anh biết tôi không có cấp dưới, không có súng chứ? Tiêu Chính Văn nhếch mép cười khẩy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 643, vượt ngục vừa dứt lời. Một đám binh lính mặc quân phục đột nhiên xông vào từ phía sau Tiêu Chính Văn, ai nấy đều cầm theo lá chắn chống bạo động trên tay, lao tới trước mặt Tiêu Chính Văn với tốc độ nhanh như chớp. Đằng sau còn một nhóm người khác lao thẳng vào câu lạc bộ. Tất cả đều được trang bị vũ trang đầy đủ, đeo kính bảo hộ, tay giương súng trường. Lạc Thiên Lang sợ mất hồn mất vía, điên cuồng bắn theo đồng đội, chúng tấm chắn chống nổ nhưng không phá thủng được. Sau đó, nhóm binh lính này nhanh chóng áp chế được người của Lạc Thiên Lang. Trong chưa đầy nửa phút, đám người Lạc Thiên Lang đã bị còng tay áp giải lên xe. Mấy người thuộc chiến khu nào? Có quyền gì mà bắt giữ tôi? Lạc Thiên Lang không biết đối phương là ai, nhưng hắn có thể lờ mờ nhận ra đây là một đội ngũ rất mạnh. Hơn nữa họ không giống với đám lính ở chiến khu Đông Nguyên, nhóm người này ra tay sạch sẽ lưu loát, không chỉ hành động nhanh chóng, mà trên người còn tỏa ra luồng sát khí. Bắc Lương. Ngoại trừ lính Bắc Lương, không có đơn vị lính nào có thể đạt đến trình độ này. Khi Lạc Thiên Lang nhận ra điều này, hắn lập tức hoảng sợ. Theo lời đồn, Bắc Lương tựa như một con rồng độc ác, ngoại trừ chủ soái Bắc Lương, không một ai có thể chế ngự được họ. Nhưng tại sao lính Bắc Lương lại xuất hiện ở nơi này? Lạc Thiên Lang còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị chụp khăn trùm đầu, hoàn toàn không biết mình bị đưa đi đâu. Trên đường đi, hắn nghe thấy nhiều âm thanh bên tai, thậm chí còn nghe thấy tiếng súng máy đang được nạp đạn, khiến hắn nghĩ rằng mình bị đưa đến một kho vũ khí của chiến khu nào đó. Khi khăn chụp đầu được gỡ xuống, hắn đã ngồi trong tù. Đây là đâu? Lạc Thiên Lang vô thức hỏi. Đây là sở chỉ huy quân đội Thu Hà, các anh đã bị tạm giữ. Ngày mai các anh sẽ bị đưa đến Tổng Bộ Chiến khu Đông Nguyên để tổ chức tòa án quân sự. Lính gác đáp lại bọn họ. Họ sắp đưa tôi ra tòa án quân sự. Đưa điện thoại cho tôi. Tôi muốn gọi cho Tổng Tư lệnh Phân khu 9 của Chiến khu Đông Nguyên. Tôi có chuyện muốn nói với anh ta. Lạc Thiên Lang lo lắng, không nhịn được mà hét lớn. Vốn dĩ tương lai của hắn rất tươi sáng rộng mở, nhưng bây giờ chỉ vì một số tiền ít ỏi như vậy mà tự đưa mình ra hầu tòa án quân sự, quả là không đáng chút nào. Bây giờ hắn hối hận vô cùng, thân phận của Tiêu Chính Văn chắc chắn không chỉ đơn giản là một thằng lính xuất ngũ, ít nhất không phải là một lính xuất ngũ bình thường. Các anh nghĩ Tổng Tư lệnh Phân khu 9 của Chiến khu Đông Nguyên có thể bảo vệ các anh sao? Lính gác cười lớn. Các anh đã tấn công người thường, đồng thời cấu kết quân đội và các doanh nghiệp, một loạt hành vi đủ để đưa các anh ngồi tù quân sự từ 20 đến 30 năm. Nếu anh thành thật chỉ ra kẻ đứng sau chỉ đạo anh tại phiên tòa, anh vẫn có cơ hội được giảm án. Sĩ quan không chút nể nang mà nói thẳng, khiến trái tim của Lạc Thiên Lang như chìm xuống đáy vực.
Sao lại thành ra như vậy chứ? Đội trưởng, chúng ta phải làm gì bây giờ? Năm sau tôi nghỉ hưu rồi. Tôi không muốn lúc này lại phải ngồi tù đâu. Ai nấy đều hoảng sợ khi nghe thấy hình phạt này, một mặt không muốn chịu trách nhiệm, mặt khác họ biết mình đã sai. Họ vốn cho rằng đây chỉ là một cuộc tranh chấp bình thường, cũng tưởng rằng Tiêu Chính Văn chỉ là một người bình thường. Chỉ là thay Lạc Việt Trạch dạy dỗ một người bình thường, chắc chắn sẽ không làm lớn chuyện. Đội trưởng, sao chuyện lại bị xé ra to thế này chứ? Đều tại thằng Thạch Ngưu, Thạch Ngưu làm bị thương tất cả nhân viên trong công ty, không lớn chuyện sao được. Nhưng lúc đó Tiêu Chính Văn không có ở công ty, nếu không dùng cách này thì tôi làm sao tìm được anh ta chứ? Đúng thế, hơn nữa việc chúng tôi gây sự ở công ty Nana cũng đã được đội trưởng Lạc đồng ý, nếu không thì chúng tôi đã không gây sự với họ. Nhiệm vụ này ban đầu cũng do đội trưởng Lạc đề xuất. Nếu các anh muốn hỏi về chuyện này, thì chi bằng đi hỏi đội trưởng Lạc xem phải làm thế nào. Bây giờ hình phạt chưa được thi hành mà họ đã nghĩ cách trốn tránh trách nhiệm rồi. Sau cùng, đám người đẩy chuyện này lên đầu Lạc Thiên Lang, trong lòng Lạc Thiên Lang tức điên người, nhưng lại không tiện thể hiện ra. Bởi vì hắn cũng biết khởi nguồn của chuyện này là do hắn. Lạc Thiên Lang kiềm lại cơn giận, sau đó đứng lên từ mặt đất. Hắn cử động cánh tay của mình một chút, mặc dù cơ thể hắn bị gãy xương nhiều chỗ, nhưng vẫn có thể cử động được. Lạc Thiên Lang cảnh giác, quan sát tình hình hiện tại, họ đang ở trong tù. Xung quanh đều đặt camera giám sát, có vẻ như chỉ có sĩ quan trước mặt đang tuần tra. Nói cách khác, chỉ cần xử lý sĩ quan trước mặt, hắn sẽ được tự do. Nghĩ đến đây, Lạc Thiên Lang chống lưng, bước tới chỗ sĩ quan đang canh gác. Anh này, tôi cảm thấy hơi khó chịu, muốn đi nhà vệ sinh. Không biết tôi có được đi, xả, không? Lạc Thiên Lang bước tới hỏi. Môi của hắn trông rất khô vì chuyến đi dài. Hơn nữa, hắn còn đang bị thương nên giọng điệu khi nói chuyện cũng yếu ớt. Ban đầu, sĩ quan không muốn thả hắn ra ngoài, dù sao thì đây đều là những tù nhân sắp bị xét xử, đám người đó không đáng được thông cảm. Nhưng nghĩ tới việc Lạc Thiên Lang trước mặt là binh lính của chiến khu Đông Nguyên, và lại trên người còn có vết thương. Anh đứng đây chờ tôi một chút. Sĩ quan đi ra ngoài để tìm một người lính khác, cả hai mở phòng giam, tay cầm dùi cui, canh gác Lạc Thiên Lang, dẫn hắn vào nhà vệ sinh. Ngay khi cửa phòng giam mở ra, Lạc Thiên Lang đột ngột đứng bật dậy, đá tung cánh cửa. Cánh cửa sắt đập thẳng vào lính gác khiến anh ta văng ra ngoài, ngã xuống đất. Sĩ quan nọ sững sờ, ngay khi anh ta vừa rút khẩu súng từ thắt lưng ra, Lạc Thiên Lang đã xuất hiện đứng bên cạnh anh ta trong nháy mắt. Mặc dù hai tay của Lạc Thiên Lang bị còng lại nhưng hắn vẫn đưa còng về phía trước, dễ dàng nắm được tay sĩ quan, sau đó kéo mạnh và giật lấy khẩu súng ngắn trên tay anh ta. Sĩ quan nhận ra rằng có chuyện không ổn, định hét lên. Lạc Thiên Lang lập tức dùng hai tay bóp cổ anh ta, nhấc người lên đè vào tường, một lúc sau, sĩ quan ngã xuống đất, không kịp nói lời nào. Toàn bộ quá trình diễn ra trong chớp mắt, đám người trong phòng giam đều kinh ngạc há hốc mồm khi chứng kiến cảnh tượng này. Họ không ngờ Lạc Thiên Lang lại liều lĩnh tấn công người của sở chỉ huy quân đội Tu Hà. Bây giờ tôi cho các anh lựa chọn, một là cùng tôi rời khỏi chỗ này, chúng ta sẽ chạy trốn đến vùng núi, hai là lựa chọn ở trong tù, chờ bị đưa ra tòa án quân sự. Lạc Thiên Lang nhìn đồng đội của mình với ánh mắt dữ tợn. Tôi nói cho các anh biết, nếu phân khu 9 của chiến khu Đông Nguyên không có ý định bảo vệ chúng ta, thì chúng ta chết là cái chắc. Nếu các anh bỏ trốn cùng tôi thì còn cơ hội sống. Lạc Thiên Lang lên tiếng, kêu gọi đồng đội. Nếu bỏ trốn, chúng ta có thể trốn đi đâu? Vết thương trên người chúng ta còn chưa lành nữa, Thạch Ngưu không khỏi thắc mắc. Đi tìm em họ của tôi cái đã, cố gắng tìm một nơi thật ít người, Lạc Thiên Lang nói. Chương 644, tín vật xích diệp. Nghe thấy lời này của Lạc Thiên Lang, đồng đội của hắn đều trở nên do dự. Sau đó, một số người đứng lên lựa chọn đi theo Lạc Thiên Lang, trong khi những người khác ngồi trong tù, chọn chấp nhận nghiêm phạt. Lạc Thiên Lang thấy chỉ có một nửa số người đi theo mình, thế là hắn nói với họ, vậy có duyên chúng ta sẽ còn gặp lại. Những người còn lại chỉ có thể vẫy tay chào tạm biệt Lạc Thiên Lang. Ngay sau đó, Lạc Thiên Lang bất ngờ chĩa súng vào họ, bắn liên tục khiến tất cả bỏ mạng trong tù. Thấy Lạc Thiên Lang thực sự tự tay giết người của mình, gương mặt của một số cấp dưới lâu năm lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc.
Không ngờ Lạc Thiên Lang lại tàn nhẫn đến mức giết người của mình, những người này tuy rằng cuối cùng không thể bỏ trốn cùng Lạc Thiên Lang, nhưng họ cũng là những cấp dưới đã theo hắn nhiều năm. Lạc Thiên Lang này một khi phát điên đúng là không chút lưu tình. Đi, chúng ta mau đi thôi. Lạc Thiên Lang đưa chìa khóa cho những người còn sống, sau đó đến nhiều nhà tù khác nhau, thả tất cả tù nhân bên trong. Người của sở chỉ huy quân đội Tu Hà phát hiện ra sự việc, lập tức cử người đến đàn áp. Tuy nhiên, nhân lực của Lạc Thiên Lang đã bắt đầu thành hình, đám người xung quanh hắn đều là những kẻ liều lĩnh. Mấy ngày trước, binh lính của sở chỉ huy quân đội Tu Hà đã rời Tu Hà đi tập trận, bây giờ không còn bao nhiêu người, những binh lính khác đều đã chết, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lạc Thiên Lang dẫn đám tù nhân rời đi. Đêm đó, Lạc Thiên Lang đã đi tìm Tưởng Đào, yêu cầu anh ta phải chịu trách nhiệm về việc này. Tưởng Đào cũng hoảng sợ, anh ta thực sự đã hủy hoại tương lai của anh họ mình. Tao nói cho mày biết, bây giờ tao chỉ còn 15 cấp dưới, còn lại 30 người đều là tội phạm. Nếu mày không nghĩ ra cách bố trí ổn thỏa cho bọn tao, tao giết mày luôn. Mắt Lạc Thiên Lang tràn đầy sát khí. Hắn đang mặc đồng phục của nhân viên bảo vệ, chính vì hắn đánh ngất nhân viên bảo vệ của khách sạn rồi thay quần áo của đối phương, hắn mới thành công trà trộn vào nơi này, gặp được Tưởng Đào. Tưởng Đào lúc này mặt mũi bầm dập, anh ta cũng vừa bị Tiêu Chính Văn đánh đập dã man sau khi Lạc Thiên Lang bị bắt. Anh ta cố gắng giữ bình tĩnh, nói với Lạc Thiên Lang, anh chờ chút, em sẽ giúp anh nghĩ cách, thế này, em đưa mọi người ra vùng ngoại ô, lên núi trốn vài ngày. Tưởng Đào vừa dứt lời liền nhanh chóng thu xếp. Sau đó, một chiếc xe tải lớn được điều đến, chở toàn bộ đám người đi suốt đêm. Người của sở chỉ huy quân đội Tu Hà đã lập tức điều tra sau khi biết tin Lạc Thiên Lang vượt ngục. Sự việc này đã gây ra một cơn chấn động lớn, thậm chí ngay cả Tiêu Chính Văn cũng hết sức tức giận. Trong thâm tâm anh biết rất rõ Lạc Thiên Lang vốn có bản lĩnh hiếu chiến, nếu không thể gia nhập quân đội, hắn sẽ là một tay xã hội đen hung hãn thực thụ. Vì vậy, Tiêu Chính Văn lập tức phát lệnh khám xét, truy lùng đám người Lạc Thiên Lang trên toàn bộ Tu Hà. Lúc này, trên một ngọn núi ở ngoại ô Tu Hà, Lạc Thiên Lang cầm tờ báo truy nã, tức giận xé ra thành từng mảnh. Tiêu Chính Văn, tao chắc chắn sẽ không tha cho mày đâu. Hắn quy tất cả sự tức giận, tất cả sự thất vọng đều tại Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn lúc này đang ở trong bệnh viện, nhìn Khương Vi Nhan vẫn đang ở trong phòng bệnh xem tin tức. Trên mặt nở nụ cười điềm nhiên như không. Vợ ơi, em có cảm thấy khá hơn không? Tiêu Chính Văn quan tâm hỏi. Tốt hơn nhiều rồi, chỉ là em vừa mới xem tin tức, không phải tên tội phạm truy nã được nhắc tới chính là người đến tìm chúng ta hôm qua sao? Khương Vi Nhan cũng nhận ra Lạc Thiên Lang. Ừ, Tiêu Chính Văn gật đầu nói, đám người này đều là lính đào ngũ của chiến khu Đông Nguyên. Em yên tâm, anh sẽ xử lý. Đêm hôm đó, Tiêu Chính Văn lập tức liên lạc với chiến khu Đông Nguyên và yêu cầu họ tạm thời điều động 3.000 lính gấp rút đến Tu Hà để thực hiện cuộc tìm kiếm diện rộng. Cuối cùng, vào lúc sáng sớm, họ đã bắt giữ được toàn bộ đám người Lạc Thiên Lang trên núi. Cùng lúc đó, lính tuần của Tu Hà cũng bắt được Tưởng Đào trong khách sạn. Tưởng Đào coi như xong đời rồi. Cho đến khi cuộc thẩm vấn kết thúc, anh ta vẫn không biết tại sao mình lại bị bắt. Hai ngày sau, một số nhân viên của Khương Vi Nhan đã được xuất viện, công việc nhanh chóng trở lại quỹ đạo bình thường. Lúc này, Tiêu Chính Văn đang ở trong biệt thự nói chuyện với Long Nhất. Mấy ngày nữa, chúng ta lại tới nhà tù đen. Anh thông báo cho Long Nhị và Long Tam để bọn họ trở về canh gác Tu Hà. Tôi không muốn Khương Vi Nhan gặp bất cứ nguy hiểm nào. Ngoài ra bên phía nhà họ Khương, anh cho người theo dõi, nếu họ có bất cứ hành động kỳ lạ nào, lập tức bắt giữ toàn bộ. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Long Nhất cung kính gật đầu, đáp vâng, chủ soái. Mà này, việc điều tra chuyện nhà họ Viên thế nào rồi, Tiêu Chính Văn hỏi. Long Nhất trả lời, các anh em ở Điện Thần Long đều đã tản ra bí mật điều tra, nhưng có vẻ như khá khó khăn. Tuy nhiên, cũng có một số tin tức đã được gửi về. Trụ sở chính Điện Thần Long đang tiến hành tổng hợp thông tin. Tiêu Chính Văn gật đầu nói, tôi biết rồi, chuyện nhà họ Viên. Đợi khi nào chúng ta từ nhà tù đen trở về rồi bắt đầu tiến hành. Rõ, Long Nhất đáp, nhanh chóng lui xuống chuẩn bị. Sau đó, Tiêu Chính Văn tiếp tục lĩnh ngộ nội dung các mảnh giấy cũ của Thiên Sơn Thư Lục. Đồng thời, tại Dược Đô, Giang Trung, Sở Chỉ huy Quân đội Giang Trung,
Trong phòng làm việc của Tà Long Đồ Hưu, ông ta gác chân lên mặt bàn, hút điếu thuốc, ánh mắt lạnh lùng nhìn mấy bức mật thư trước mặt, lạnh giọng nói, được. Được lắm, triển lãm sản phẩm dược lần này phải tổ chức thật lớn, phải khiến cả Giang Trung kinh ngạc mới được. Phó quan đứng trước mặt Tà Long Đồ Hưu mỉm cười, nói, tướng quân, tôi xin lui xuống chuẩn bị. Ừ, đi đi. Đồ Hưu nói thêm, đúng rồi, đừng quên gửi thiệp mời cho vua Bắc Lương. Vâng, thưa tướng quân, phó quan đáp. Không lâu sau khi phó quan rời đi, một vị tham mưu trưởng bước vào chào hỏi Đồ Hưu một cách cung kính, tướng quân, ngoài cửa có người tìm ông. Đồ Hưu vừa nghe thấy thế thì cau mày hỏi, ai tìm tôi? Tham mưu trưởng nói, một trong 12 thuộc hạ của cựu Xích Diệm Vương, tướng quân Vương Diệu Cương. Thuộc hạ của cựu Xích Diệm Vương, sao ông ta lại tới Giang Trung này chứ? Đồ Hưu nhướng mày, nhưng vẫn nói, dẫn ông ta tới phòng họp, tôi tới ngay. Sau đó, Đồ Hưu đứng dậy, chỉnh lại áo mũ rồi đi về phía phòng họp. Không lâu sau, Đồ Hưu đẩy cửa phòng họp, ông ta nở nụ cười niềm nở đi về phía Vương Diệu Cương đã đợi sẵn bên trong, vươn tay, nói, tướng quân Vương, ngưỡng mộ đã lâu. Vương Diệu Cương mặc quân phục, trên mặt mang theo ý cười, cũng đưa tay ra bắt tay với Đồ Hưu, nịnh hót, tướng quân Đồ bận trăm công nghìn việc, hôm nay tôi mạo muội đến đây là làm phiền ông mất rồi. Ha ha, ông nói gì thế, cùng là tướng quân, ông cũng rất vất vả mà. Đồ Hưu mỉm cười đáp lại, sau đó tỏ ý mời Vương Diệu Cương ngồi xuống, tướng quân Vương, mời ngồi. Dứt lời, hai người ngồi xuống, tham mưu trưởng đích thân pha trà. Đồ Hưu cũng nhân cơ hội hỏi, không biết tướng quân Vương đột nhiên đến thăm là có chuyện gì. Vương Diệu Cương nhấp một ngụm trà, thần bí nhìn Đồ Hưu. Đồ Hưu nhanh chóng hiểu tình hình, ông ta nhìn sang bên cạnh cho lính lui xuống, chỉ giữ lại tham mưu trưởng, ông ta cười nói, tướng quân Vương, khiến ông phải chê cười rồi, đều là người của ta cả. Tướng quân Vương gật đầu, sau đó lấy ra một miếng ngọc bội hỏa diệm đỏ rực từ trong áo, nói, tướng quân Đồ, ông có nhận ra vật này không? Đồ Hưu cầm lấy miếng ngọc bội hỏa diệm đỏ rực nhìn vài lần, trong mắt hiện lên vẻ hơi kinh ngạc, nói, đây chính là tín vật của Xích Diệm Vương. Đúng vậy. Vương Diệu Cương nói, hôm nay tôi đến đây chính là để mời tướng quân Đồ đi cùng tôi một chuyến, có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Chương 645, Mưu Đồ chuyện lớn. Đồ Hưu im lặng một lúc, cầm miếng ngọc bội hỏa diệm trên tay, nói, được. Hôm đó, Đồ Hưu và Vương Diệu Cương đi xe chuyên dụng đến núi Thất Long gần Long Kinh. Khi xe dừng dưới chân núi, lập tức có lính tuần tra đến kiểm tra, sau đó hai người xuống xe đi về phía sơn trang lưng chừng núi. Tướng quân Đồ, mời đi cùng tôi. Vương Diệu Cương dẫn Đồ Hưu đi dọc theo bậc thềm xuống dưới lòng đất. Đồ Hưu cau mày, hai tay chống sau lưng đi theo phía sau Vương Diệu Cương, đi thẳng xuống lòng đất. Hiện lên trước mắt là một cấu trúc không gian cổ xưa, còn có cả chín rồng phun nước. Đúng lúc này, phía sau bức màn chậm rãi xuất hiện một bóng người. Vương Diệu Cương đứng dưới đại sảnh khom lưng nói, Vương, tướng quân Đồ đến rồi. Ừ, một giọng nói giả dặn vang lên từ sau tấm rèm. Lúc này Đồ Hưu đứng phía sau Vương Diệu Cương cau chặt mày, trên mặt hiện lên một vẻ nghi hoặc cùng căng thẳng. Vương, người Vương Diệu Cương vừa gọi là Vương, trên thế giới chắc chỉ có Xích Diệm Vương, đúng chứ? Nhưng không phải thời gian trước Xích Diệm Vương đã hy sinh vì nước sao? Ngay khi Đồ Hưu còn đang nghi ngờ, tấm màn được kéo ra, sau đó một bóng dáng già nua ọp ẹp, được hai người phụ nữ mặc váy mỏng đỡ lấy, chậm rãi bước ra từ sau tấm màn. Khoảnh khắc nhìn thấy người này, Đồ Hưu cả kinh nói, Xích Diệm Vương. Ông chưa chết. Sao có thể? Dáng người ốm yếu trước mặt khá giống với Xích Diệm Vương. Xích Diệm Vương ho khan vài tiếng, được người phụ nữ đỡ bước đến chỗ Đồ Hưu, ánh mắt đục ngầu, nhìn ông ta nói, tướng quân Đồ, đã lâu không gặp. Đồ Hưu sửng sốt, vội vàng nói, ti chức tham kiến Xích Diệm Vương. Xích Diệm Vương mỉm cười, nói, tướng quân, không cần, tôi đã là người chết rồi, Xích Diệm Vương gì đấy không liên quan gì đến tôi nữa. Nói xong, Xích Diệm Vương ngồi xuống ghế sofa, ra hiệu Đồ Hưu ngồi xuống uống trà. Sau đó Đồ Hưu mới thấp thỏm ngồi xuống, nhìn khuôn mặt già nua, suy sụp trước mặt với vẻ nghi ngờ và căng thẳng. Xích Diệm Vương cười khúc khích nói, tướng quân Đồ, không phải nhìn nữa. Tôi đúng là Xích Diệm Vương.
Người chết chỉ là một kẻ thế thân mà tôi đã tìm mấy chục năm trước. Thế thân? Đồ Hưu sợ hãi, không khỏi hít sâu một hơi. Trong lòng thầm nghĩ, đúng là một con cáo già. Ông ta thế mà có thể tìm được thế thân. Đừng ngạc nhiên, tướng quân Đồ, hôm nay mời ông đến đây là để bàn chuyện quan trọng với ông. Xích Diệm Vương ho khan hai tiếng rồi mỉm cười, nói. Đồ Hưu cau mày, sắc mặt hơi lạnh lùng, hỏi có chuyện gì nghiêm trọng vậy? Xích Diệm Vương bật cười, đương nhiên là sự kiện trọng đại liên quan đến vận mệnh của chiến khu Hoa Quốc. Bùm! Câu nói này như bùng nổ trong lòng Đồ Hưu, ông ta lập tức cảm thấy áp lực. Thấy Đồ Hưu im lặng, Xích Diệm Vương cười nói, tướng quân, đừng lo lắng, hôm nay cuộc đàm phán của chúng ta được tiến hành bí mật, không ai biết nội dung cuộc nói chuyện của chúng ta. Đồ Hưu cười lạnh nhạt, Xích Diệm Vương, tôi không lo lắng chuyện này, tôi chỉ lo vấn đề trọng đại mà ông vừa nói. Có phải là chuyện mà tôi nghĩ tới không? Xích Diệm Vương nhấp một ngụm trà nói, đúng vậy. Xì. Đồ Hưu hít sâu một hơi, trong lòng có chút chấn động. Mục tiêu của con cáo già này thật ra là đại nguyên soái của năm chiến khu lớn, ông ta muốn thống nhất tất cả và lật đổ tổng tư lệnh chiến khu. Xích Diệm Vương, tôi phải nói rằng mục tiêu của ông rất xa xôi, nhưng đây là một hành động vô cùng nguy hiểm. Đồ Hưu tôi không có dã tâm lớn. Tôi chỉ muốn trở thành chủ soái chiến khu là đủ rồi. Làm phiền ông rồi, cáo từ. Đồ Hưu cũng là một người sắc sảo, lập tức đứng dậy xoay người rời đi. Nhưng Vương Diệu Cương lại cố ý chặn đường Đồ Hưu, sắc mặt lạnh lùng nói, tướng quân Đồ, xin hãy nghe chủ soái nói nốt đã. Sắc mặt Đồ Hưu sầm xuống, ông ta quay người, nhìn Xích Diệm Vương đang ngồi trên ghế sofa. Xích Diệm Vương mỉm cười, tướng quân Đồ, tôi biết ông đang lo lắng điều gì. Nhưng ông có biết tại sao tôi lại chọn ông không? Đồ Hưu cau mày hỏi, tại sao? Xích Diệm Vương nói, bởi vì ông rất nhẫn tâm, không từ thủ đoạn. Nhưng hôm nay xem ra bổn vương nhìn lầm rồi, dã tâm của ông chưa đủ. Nếu tướng quân đã muốn rời đi, thì mời ông đi bên kia. Dứt lời, Xích Diệm Vương ra hiệu cho Vương Diệu Cương để ông ta đi. Đồ Hưu cũng nhíu mày, xoay người bước đi vài bước. Tuy nhiên, chỉ vài bước sau, ông ta đột ngột dừng lại, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Sau đó, ông ta quay lại lần nữa, đi tới trước mặt Xích Diệm Vương ngồi xuống và nói, tôi muốn biết nếu ông thành công, tôi có thể trở thành chủ soái không? Tất nhiên, Xích Diệm Vương mỉm cười. Cùng lúc đó, sau khi nghiên cứu xong mảnh giấy cũ, Tiêu Chính Văn đi đến công ty. Khương Vi Nhan nhìn thấy Tiêu Chính Văn đến lập tức mỉm cười nói, chồng ơi, em nhờ anh một chuyện. Công ty em bận quá, tình cờ em có một người em họ đến Tu Hà, em ấy sẽ ở với chúng ta một thời gian. Anh thay em lái xe đến ga tàu đón em ấy được không? Em họ. Tiêu Chính Văn nói, được thôi. Khương Vi Nhan mỉm cười, hôn lên má Tiêu Chính Văn, nói cảm ơn chồng. Tiêu Chính Văn ôm lấy Khương Vi Nhan, nói đùa, hôn có tí thôi à? Dứt lời, Tiêu Chính Văn nghiêng người hôn Khương Vi Nhan đang mở to mắt. Một giờ sau, tại ga đường sắt cao tốc Tu Hà, một cô gái mặc áo sơ mi trắng và váy đen bước ra khỏi ga tàu, trên tay cầm theo một chiếc vali. Mái tóc dài của cô ta được cột gọn thành dáng đuôi ngựa, khi ngẩng đầu đuôi tóc dài đáng yêu cũng chuyển động theo. Đôi mắt sáng nhìn biển chỉ hiệu của ga tàu cao tốc, sau đó cất đôi chân thon dài bước về phía lối ra. Ngay khi Diêu Linh xuống ga tàu, lập tức gọi điện cho người khác, alo, anh yêu, khi nào anh đến đón em? Anh đến rồi. Sau đó, một chiếc BMW Serie 3 chạy tới. Người đàn ông đeo kính râm, mặc quần áo giản dị, hắn hạ cửa kính xe, đưa tay chào Diêu Linh. Đây là Hà Dương, bạn trai của Diêu Linh, nhà họ Hà ở khu vực Tu Hà cũng được coi là một gia tộc hạng hai. Cô ta và Hà Dương là bạn học đại học nhưng sau khi tốt nghiệp hai người mới yêu nhau. Sau khi tốt nghiệp, Hà Dương trở về kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, còn Diêu Linh cũng phải tập trung vào việc học. Bây giờ cô ta đến Tu Hà là vì kỳ thi tuyển sinh sau đại học, Hà Dương nhận được tin tức đương nhiên phải đến đón bạn gái. Hôm nay anh đặc biệt tới đón em, vừa để đưa em đi ăn món Tây, vừa đưa em đi vui chơi gần đó. Sau khi Diêu Linh lên xe, hắn ta lái xe ra khỏi ga tàu cao tốc. Tiêu Chính Văn nhìn đã đến thời gian mà vẫn chưa thấy người cần tìm ra ngoài, nhìn về phía trước ga đường sắt cao tốc, thấy Diêu Linh lên xe của người khác, anh nhanh chóng chắn trước chiếc xe BMW, đưa tay lên vỗ vào mui xe.
Dừng xe cho tôi. Hà Dương suýt chút nữa đụng phải Tiêu Chính Văn, hắn ta vội vàng phanh gấp, muốn chết gà. Tiêu Chính Văn đi đến bên cửa sổ xe của Diêu Linh, lấy ảnh của Diêu Linh ra, hỏi cô là Diêu Linh. Ơ, sao anh biết tên tôi? Diêu Linh ngơ ngác nhìn Tiêu Chính Văn. Tôi là chồng của chị họ cô, tôi tới đón cô. Tiêu Chính Văn nói rõ thân phận của mình, đồng thời liếc mắt nhìn Hà Dương. Ngay lập tức đưa ra kết luận, người đàn ông này, có gì đó không ổn. Chương 646, buông thả quá mức. Ồ, thì ra là anh rể. Có người đón tôi rồi, đây là bạn trai tôi, anh ấy sẽ chăm sóc cho tôi định đi chơi với anh ấy một chuyến rồi về. Diêu Linh ngại ngùng nhìn người đàn ông lạ trước mặt. Mặc dù cô ta biết Tiêu Chính Văn không có ác ý với mình, cũng biết Tiêu Chính Văn là anh rể mình. Nhưng so với lần đầu tiên gặp Tiêu Chính Văn thì bạn trai Hà Dương khiến cô ta cảm thấy an toàn hơn. Không được, chị họ em đã nói anh phải đưa em về, nếu không đưa được em về anh cũng khó giải thích. Thái độ của Tiêu Chính Văn rất cứng rắn. Diêu Linh bĩu môi, khó chịu nói tôi muốn làm gì là chuyện của tôi, anh không phải mẹ tôi, dựa vào đâu mà đòi quản tôi chứ. Hà Dương cũng khó chịu nói, cô ấy đã là người trưởng thành rồi, còn có gì phải lo hả? Vậy được, anh sẽ gọi điện cho chị họ em, cô ấy đồng ý thì anh sẽ không quản chuyện này nữa. Tiêu Chính Văn lấy điện thoại ra định gọi cho Khương Vi Nhan. Lúc này, Diêu Linh đột nhiên vội vàng xua tay ngăn cản, đừng đừng, vậy thì tôi về trước với anh, đúng lúc tôi cũng muốn về thu xếp hành lý, như vậy đã được chưa? Mặc dù Diêu Linh đã đồng ý về cùng Tiêu Chính Văn, nhưng vẫn tỏ vẻ không hài lòng. Sau đó, cô ta nhìn thấy trước trạm đường sắt có một cửa hàng McDonald's, liền chỉ tay vào cửa hàng rồi nói, tôi đói rồi, muốn ăn cái gì đó, chúng ta vào ăn no trước rồi về được không? Được. Tiêu Chính Văn gật đầu đồng ý, dù sao cũng không thể để em họ đói bụng được. Thế là, anh cùng hai người họ vào cửa hàng McDonald's. Trong lúc gọi món, Tiêu Chính Văn dò hỏi vu vơ lai lịch của Hà Dương. Lúc Hà Dương đi lấy đồ ăn, Tiêu Chính Văn hạ giọng nói với Diêu Linh. Tên Hà Dương này không đáng tin cậy, anh nghĩ em nên tìm người bạn trai khác đi. Nghe xong câu này, sắc mặt Diêu Linh đột nhiên trở nên vô cùng khó coi. Anh nói bạn trai tôi như vậy là có ý gì? Diêu Linh thậm chí còn cảm thấy có gì đó rất kỳ quái, bởi vì Tiêu Chính Văn là chồng của chị họ cô ta, chồng của chị họ sao lại muốn xen vào tình cảm của cô ta chứ? Vốn dĩ cô ta từng nghe mẹ nói Tiêu Chính Văn là tên vô dụng ăn bám, nên cô ta còn hơi coi thường anh. Chị họ xinh đẹp như vậy, mà lại thích một tên vô dụng. Diêu Linh sớm đã muốn giúp chị họ đòi lại công bằng, thậm chí còn muốn đến Tu Hà, khuyên chị họ chia tay với Tiêu Chính Văn. Trước khi đến Tu Hà, ấn tượng về Tiêu Chính Văn đã rất tệ, không ngờ Tiêu Chính Văn còn dám nói xấu bạn trai trước mặt cô ta, điều này khiến ấn tượng về Tiêu Chính Văn càng giảm sút. Tiêu Chính Văn bình tĩnh phân tích, môi cậu ta hơi tái, ánh mắt thất thần, khí huyết lúc nói chuyện không đủ, đây là biểu hiện của sự buông thả quá mức. Lúc nãy, anh còn ngửi thấy mùi hoa hồng trong xe BMW của cậu ta, nhưng không có hoa trong xe, điều này có nghĩa là cậu ta đã mang hoa hồng theo, nhưng không phải tặng cho em. Hơn nữa, anh ngồi ở hàng ghế sau còn phát hiện vài sợi tóc dài, nhưng em lại ngồi ở ghế lái phụ. Anh vừa kiểm tra. Cần số điều chỉnh góc tựa lưng của ghế lái có dấu hiệu bị mòn, mà chiếc xe này còn rất mới, xe mua chưa đến một năm mà đã hao mòn thế này, chứng tỏ bạn trai em thích cùng cặp kè với người phụ nữ khác chơi trò mây mưa trên xe. Sau một loạt phân tích, Diêu Linh há to miệng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiêu Chính Văn chỉ tình cờ liếc nhìn xe mà đã có thể nhìn ra được nhiều chi tiết như vậy. Dù thế nào thì đây cũng là chuyện của tôi, không cần anh nhúng tay vào. Mặc dù Diêu Linh đã tin lời Tiêu Chính Văn, nhưng cô ta còn ghét Tiêu Chính Văn hơn. Còn nữa, lúc nãy cậu ta thường xuyên nhìn vào điện thoại, nếu là chuyện của công ty thì nhất định sẽ rất căng thẳng, không thể nhàn nhã ngồi ăn cơm cùng em được. Và lại, lúc nhìn vào điện thoại, cậu ta luôn chú ý đến ánh mắt của em, chỉ có một khả năng đó là cậu ta đang nói chuyện với tình nhân. Ngoại trừ phán đoán cuộc sống buông thả quá mức mà lúc nãy Tiêu Chính Văn dựa vào y thuật để phân tích, thì những phân tích khác đều dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của anh. Đủ rồi, anh có thể ít nói vài câu đi không hả? Cho dù mọi thứ anh nói đều đúng thì anh muốn tôi phải làm gì? Diêu Linh quát lớn, lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Thấy người khác quay sang nhìn mình,
Diêu Linh chỉ có thể kìm nén cơn giận, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn, Tiêu Chính Văn cũng không nói nữa. Anh không sợ đắc tội với Diêu Linh, anh chỉ là nghe nói mối quan hệ giữa Diêu Linh và Khương Vi Nhan rất tốt, cho nên anh mới nhắc nhở cô ta chú ý hơn. Lúc này, Hà Dương bê đồ ăn đi ra, ngơ ngác nhìn hai người không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng, sao thế? Không có gì, tự nhiên tôi không muốn ăn nữa. Anh giúp tôi đến quầy bán hàng lấy túi đóng gói những thứ này mang đi. Diêu Linh nhìn Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn gật đầu, đi đến quầy bán hàng lấy túi, quay lại thì phát hiện Diêu Linh và Hà Dương đã lẻn đi mất. Tiêu Chính Văn cũng không vội, mà nhàn nhã đóng gói hamburger và khoai tây chiên vừa gọi, vừa uống coca vừa ăn khoai tây chiên, nhìn bọn họ lái xe rời đi, rồi chậm chậm lái xe của mình đi phía sau. Anh sớm đã biết Diêu Linh bảo mình đi lấy túi đóng gói là kế điệu hổ ly sơn, nhưng vẫn phối hợp với đối phương, để đối phương biến mất khỏi tầm mắt của mình. Bây giờ chắc chắn Diêu Linh đang tức giận nên sẽ không tin anh. Chủ động biến mất trước mặt Diêu Linh, ngược lại có thể khiến Diêu Linh tỉnh táo suy nghĩ. Quả nhiên, sau khi ngồi vào xe của Hà Dương, Diêu Linh mới bình tĩnh lại. Lúc này, cô ta dựa theo những suy luận của Tiêu Chính Văn, giả vờ lơ đễnh quan sát xe của Hà Dương. Phát hiện ra ghế sau thật sự có sợi tóc dài, lúc Hà Dương nhìn điện thoại cũng che che giấu giấu. Hầu như mọi chi tiết đều phù hợp với những gì Tiêu Chính Văn đã nói. Điều này khiến Diêu Linh cảm thấy hơi thất vọng. Hà Dương không hề để ý đến vẻ mặt của cô ta, ngược lại còn hỏi, lúc nãy hai người cãi nhau à? Vâng, anh ta nói, trông anh giống một kẻ lăng nhăng. Diêu Linh ngập ngừng nói. Hà Dương lập tức nổi giận mắng chửi, anh ta nhiều chuyện quá vậy. Anh nghe nói anh ta là thằng ở rể vô dụng của nhà họ Khương ở Tu Hà. Một thằng đàn ông bất tài như anh ta không đủ tư cách để đánh giá anh. Thật sự không biết anh ta cho chị gái em ăn bùa mê thuốc lú gì mà lại có thể khiến chị gái em thích anh ta như vậy. Hà Dương mắng chửi loạn lên. Siêu Linh nói, đừng nhắc đến anh ta nữa, em muốn đi ăn gì đó. Hà Dương đỗ xe ở một nơi gần đó, Siêu Linh đi ra khỏi bãi đậu xe trước, tò mò nhìn những tòa nhà cao lớn ở Tu Hà. Đúng lúc này, một chiếc xe Rolls Royce sang trọng trị giá chục triệu tệ dừng lại trước mặt cô ta, cửa xe từ từ hạ xuống, một người đàn ông thò đầu ra. Người đẹp, em muốn đi đâu, anh cho em đi nhờ. Chương 647, người một nhà lại không biết nhau không cần đâu, sắp có người tới đón tôi rồi. Diêu Linh cau mày quay mặt sang hướng khác. Em gái à, vừa nhìn là biết em không phải người ở đây, đến du lịch sao? Có cần anh đưa em đi quanh đây chơi không? Gã đàn ông đầu chọc vẫn không chịu bỏ cuộc. Chỗ này cách ga tàu cao tốc không xa, bình thường sẽ có rất nhiều cô gái từ nơi khác tới đây. Mình lái một chiếc xe sang trọng, chỉ cần chủ động tấn công, là sẽ có rất nhiều cô gái không quen biết bị lừa lên xe. Diêu Linh lạnh lùng nói, tôi đã nói là không cần rồi, bạn trai tôi đang ở gần đây, lát nữa anh ấy sẽ tới đón tôi. Anh tôn trọng tôi chút đi được không? Gã đầu chọc đó liếc cơ thể Diêu Linh. Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ngọt ngào của cô ta, không nhịn được xoa cằm. Người phụ nữ này quá hấp dẫn, gã không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy. Gã đàn ông đầu chọc tên là Trương Quý, là một kẻ sành sỏi ở nơi này, sau khi có chút tiền lại trở nên phóng túng, thường lái xe sang quanh đây để dụ dỗ các cô gái trẻ tuổi. Mùa này là mùa khai trường, có không ít học sinh từ nơi khác tới đây học tập, đều trở thành mục tiêu của gã. Chỉ thấy Trương Quý từ trên xe bước xuống, vỗ chiếc xe sang của mình tự tin nói, em đoán chiếc xe này của anh bao nhiêu tiền? Xe này của anh 20 triệu tệ đấy. Anh có 3 căn nhà ở Tu Hà, tất cả đều là biệt thự, trong nhà mở công ty riêng, tài sản cũng không nhiều chỉ có vài trăm triệu tệ. Trương Quý bắt đầu khoe khoang, chém gió về tài sản của mình. Gã giơ tay lên, chiếc đồng hồ bằng vàng lấp lánh lóe sáng. Cái đồng hồ này của anh ấy hả? Mua ở bên nước ngoài, trị giá vài triệu, cả trên người anh cộng lại cũng không trị giá bằng cái đồng hồ này đâu, bạn trai em chắc chắn là không thương em rồi. Chỉ cần đêm nay em đi với anh thì anh sẽ mua cho em một chiếc váy đắt tiền, mua đồ trang sức đẹp nhất, muốn mua gì anh đây đều có thể mua cho em. Trương Quý còn lấy ra chiếc thẻ ngân hàng của gã, giơ qua giơ lại trước mặt Diêu Linh, ám chỉ anh đây có rất nhiều tiền. Thực ra mặc dù gã có tiền, nhưng không tiêu tiền phô trương như vậy. Nhà gã cũng chỉ là mở nhà máy, gần ga tàu cao tốc này.
Tài sản không quá vài trăm nghìn tệ, nhưng vẫn thích ra vẻ, chiếc xe sau lưng gã là đi thuê, đồng hồ trên tay cũng là hàng nhái, tất cả những biệt thự và công ty mà gã nói cũng đều là giả. Mồm gã nói sẽ đi mua đồ trang sức cho Diêu Linh, thực ra chỉ muốn Diêu Linh lên xe với gã, đến khách sạn ngủ một đêm, ngày hôm sau Trương Quý sẽ chuồn luôn. Phần lớn phụ nữ đều không chịu được những cám dỗ này của gã, đặc biệt là những sinh viên chưa từng va chạm với xã hội. Thật ngại quá, tôi không có hứng thú với những thứ này. Diêu Linh nghe gã đứng bên khoác lác chém gió đã thấy phiền lắm rồi, ngoảnh đầu chuẩn bị quay về tìm Hà Dương. Đột nhiên Trương Quý bắt lấy tay cô ta, nói, sao em gái vội vàng thế, bây giờ không được thì anh có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho em. Bỏ tay tôi ra. Diêu Linh dùng sức vùng vẫy. Đúng lúc này, Hà Dương đột nhiên lao tới, lớn tiếng kêu lên, mau bỏ tay cô ấy ra ngay. Thấy Hà Dương tới nhưng Trương Quý vẫn không bỏ tay ra. Đây là con mồi mà gã nhắm được, sao có thể dễ dàng bỏ tay chứ? Thằng nhóc, mày là thằng khốn nào? Trương Quý hỏi. Tôi là Hà Dương tổng giám đốc tập đoàn Hà Thị, đây là bạn gái của tôi, anh mau thả cô ấy ra. Hà Dương hơi tức giận nói, nhưng hắn cũng không dám tiến lên. Bởi vì Trương Quý trước mặt hắn không chỉ cao lớn hơn, mà trên đầu chọc lóc của gã còn có hình xăm, vừa nhìn là biết không dễ chọc vào. Tập đoàn Hà Thị, hừ, tập đoàn Hà Thị là cái thá gì, mày nghe cho rõ đây, tao là Trương Quý, là người của nhà máy sản xuất xe hơi Tường Hòa, bây giờ làm việc cho nhà họ Lý, nếu mày dám đắc tội với tao thì chính là đắc tội với nhà họ Lý. Nghe thấy từ nhà họ Lý trong miệng của Trương Quý, Hà Dương đột nhiên biến sắc. Tuy rằng bọn họ và nhà họ Hà cũng có chút địa vị ở Tu Hà, nhưng chống lưng cho bọn họ chính nhà họ Lý, không có nhà họ Lý thì nhà họ Hà bọn họ ngay cả gia tộc hạng ba cũng không bằng. Thấy Hà Dương biến sắc, Trương Quý liền đắc ý không thôi, nói, xem ra mày biết anh Lý, tao và anh Lý đã kết nghĩa anh em, nếu không muốn chuốc lấy phiền toái thì cút ngay cho tao. Hà Dương run rẩy toàn thân, nhưng sau đó lại nở nụ cười, từ trong túi áo lấy ra một bao thuốc lá, tự mình đưa cho Trương Quý. Hóa ra là người của anh Lý, thật khéo tôi cũng làm việc cho anh Lý, thật đúng là người một nhà lại không biết nhau. Chương 648, 3 giây. Hà Dương có thái độ rất lễ phép, khiến Diêu Linh không dám tin. Vốn dĩ cô ta rất có thiện cảm với Hà Dương, sau khi tốt nghiệp đại học Hà Dương tỏ tình với cô ta đã do dự một thời gian. Sau đó hai người liên lạc qua mạng và yêu xa một thời gian, cảm thấy càng nói chuyện càng hợp nhau. Bình thường Hà Dương còn thường mua vài món quà nhỏ trên mạng cho cô ta, cực kỳ phù hợp với tâm ý của cô ta. Lần này Diêu Linh chọn học thạc sĩ ở Tu Hà, là muốn đến bên Hà Dương, chính thức phát triển mối quan hệ yêu đương với hắn. Vốn dĩ cô ta còn tự hào vì bạn trai mình là giám đốc công ty, nhưng không ngờ Hà Dương lại không có tiền đồ như vậy. Nghe thấy tên của anh Lý gì đó là sợ hãi đến chịu khuất phục luôn. Trương Quý lấy một điếu thuốc cười nói, tao thích người phụ nữ này rồi, bây giờ mày có thể cút. Nhưng mà... Hà Dương do dự, không cam lòng, nhưng lại không dám phản kháng. Không nghe thấy tao nói gì hả? Mày cảm thấy người phụ nữ này quan trọng hay sản nghiệp nhà họ Hà quan trọng? Trương Quý thấy hắn vẫn không chịu đi, lại mắng mỏ. Được. Tôi lập tức đi ngay, đi ngay. Hà Dương nhanh chóng rụt cổ lại. Mặc dù hắn rất thích Diêu Linh, nhưng Diêu Linh đối với hắn mà nói cũng chỉ là một trong rất nhiều phụ nữ khác mà thôi. Không cần thiết phải vì một người phụ nữ mà mất đi cả gia nghiệp. Hà Dương, anh điên rồi. Anh lại sợ anh ta sao? Sao anh lại vô dụng như thế hả? Diêu Linh tức muốn khóc, cô ta dùng sức muốn vùng khỏi tay Trương Quý. Nhưng cô ta cũng chỉ là phụ nữ yếu đuối. Gã Trương Quý đó lại là kẻ béo núc ních hơn trăm cân, sức cô ta chắc chắn không bì nổi gã. Cái tay không cách nào thoát ra được, ngược lại còn bị Trương Quý siết chặt đau đớn. Hà Dương bị mắng, cũng chỉ có thể cúi đầu, căn bản không dám phản kháng lại. Đúng lúc này, một chiếc xe dừng bên cạnh bọn họ, cửa xe mở ra, Tiêu Chính Văn bước xuống. Hai người chạy nhanh thế, suýt chút nữa đuổi không kịp, mau đi thôi, theo tôi về nhà. Thức ăn đã làm xong hết rồi, chỉ đợi em về thôi đấy. Tiêu Chính Văn bước đến trước mặt đẩy Hà Dương ra, bắt lấy cánh tay khác của Diêu Linh. Trương Quý bất mãn mắng nhiếc, mày lại là ai nữa? Không thấy đây là phụ nữ của ông mày sao? Mau biến đi cho ông,
nếu không ông đây đánh chết mày. Tiêu Chính Văn liếc nhìn Trương Quý, lại nhìn Diêu Linh hỏi, anh ta là bạn trai của em à? Anh rể, mau cứu tôi không quen biết anh ta còn muốn bắt tôi đi. Bây giờ Diêu Linh chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Tiêu Chính Văn. Biết rồi, tôi đếm đến ba, anh mau thả tay cô ấy ra. Tiêu Chính Văn bắt lấy bả vai của Trương Quý, sắc mặt tối sầm lại. Trương Quý mở miệng là mắng chửi, mày cho rằng mày là ai, tao thả con mẹ, bốp. Một cái tát đánh thẳng vào mặt gã, mày dám đánh tao. Khuôn mặt đắc ý của Trương Quý sau khi bị đánh một bạt tai, lập tức hằn lên vết năm ngón tay, tức tối không nhịn được lại mắng chửi. Ba, Tiêu Chính Văn bắt đầu đếm ngược, mày biết tao là ai không? Trương Quý tức đến mức toàn thân run rẩy. Hai, sắc mặt Tiêu Chính Văn dần dần trở nên u ám. Tao là người của anh Lý, mày dám đắc tội với tao cũng đồng nghĩa với đắc tội với anh Lý. Trương Quý thấy Tiêu Chính Văn còn đang đếm ngược, trong lòng hơi hoảng hốt, không nhịn được lại nhắc đến tên anh Lý để làm bệ đỡ. Một, trong mắt Tiêu Chính Văn khẽ động, bàn tay như lưỡi dao bén dùng sức đánh lên bả vai của Trương Quý. Rắc, âm thanh xương cốt vỡ vụn đột nhiên vang lên giữa thành phố sầm uất, như thể một miếng bánh quy vỡ bên tai. A, sau đó là tiếng thét thảm thiết như lợn bị chọc tiết của Trương Quý. Trương Quý nâng tay lên, phát hiện cánh tay của gã đã bị gãy làm đôi. Một đòn tay như lưỡi dao của Tiêu Chính Văn ban nãy đã chặt đứt xương cốt của gã. Tay của tao a a a. Trương Quý nhìn tay của gã, không ngừng khóc lóc thảm thiết. Chúng mày chết chắc rồi, chúng mày tuyệt đối chết chắc rồi, mày dám đánh tao, anh Lý tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày. Trương Quý đau đến mức quỳ rạp dưới đất, nước mắt nước mũi giàn giụa. Chương 649, nhà họ Lý. Diêu Linh thu tay về, không ngừng nắn cổ tay, xoa lên vết hằn trên đó, nhìn thấy Trương Quý quỳ xuống thì còn giơ chân đá gã một cước. Hà Dương nhìn thấy Diêu Linh đã thoát khỏi nguy hiểm liền lao đến hỏi, Linh Nhi, em không sao chứ? Đồ vô dụng, cút đi cho tôi. Diêu Linh giơ tay tát thẳng vào mặt hắn. Đi thôi, nhà đã nấu cơm xong xuôi rồi, về là có thể ăn luôn. Giọng điệu của Tiêu Chính Văn cũng đã hỏa hoãn hơn, anh dẫn Diêu Linh lên xe. Sau khi lên xe, sự phẫn nộ trong lòng Diêu Linh mới dịu đi, Tiêu Chính Văn nhét khăn giấy vào trong bình nước nóng, sau đó lấy khăn giấy ướt ấm ra áp lên cổ tay bị thương của Diêu Linh. Hành động quan tâm này lập tức nhận được thiện cảm của Diêu Linh. Trước đây cô ta nghe được những chuyện có liên quan đến Tiêu Chính Văn, toàn bộ đều là những thông tin tiêu cực. Ví dụ như, anh không có bản lĩnh, chỉ biết lừa gạt chị họ, không có học lực nên chỉ có thể làm vệ sĩ cho công ty nhà người ta. Thế nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến, cô ta mới phát hiện hóa ra chồng của chị họ có bản lĩnh hơn nhiều so với những gì mình tưởng tượng. Trong khoảnh khắc bước xuống từ trên xe, không chỉ anh Tuấn mà còn siêu ngầu, làm gì có chút hình ảnh nào của một kẻ vô dụng, thậm chí còn giống như một tổng giám đốc giàu có. Mà lúc cần ra tay thì ra tay, không hề do dự như Hà Dương cuối cùng còn chọn đi theo kẻ địch. Bây giờ nghĩ kỹ lại. Việc Tiêu Chính Văn vừa nhìn đã biết Hà Dương không đáng để dựa dẫm cũng là một loại năng lực hơn người. Hơn nữa khi có lòng đến nhắc nhở lại còn bị mắng, Diêu Linh thật sự đã hiểu lầm Tiêu Chính Văn rồi. Nghĩ đến đây, Diêu Linh liền cúi đầu, Lý Nhí nói một câu, em xin lỗi, lẽ ra em nên nghe lời anh. Không sao, lần đầu gặp mặt, em không tin anh cũng là bình thường thôi. Tiêu Chính Văn lại không hề để bụng, cười nói. Đây là đồ ăn ban nãy mấy người gói về từ cửa hàng McDonald's, nếu bụng đói thì ăn chút đi. Tiêu Chính Văn đưa đồ ăn vừa gói về cho Diêu Linh đã đói meo từ lâu, cầm lấy hamburger gặm ngấu nghiến. Đúng lúc này, Tiêu Chính Văn nhìn ra cửa xe, nói, người tới làm phiền em ban nãy là ai, hình như bây giờ còn dẫn thêm người tới. Diêu Linh nghe vậy liền liếc nhìn ra ngoài cửa xe, quả nhiên nhìn thấy Trương Quý đang ở trên xe, đuổi theo sau bọn họ. Hơn nữa bên cạnh Trương Quý còn có mấy chiếc xe cũng đang đuổi theo ngay sau. Em cũng không biết anh ta là ai, chỉ biết anh ta quen biết anh Lý gì đó, anh rể, chúng ta phải làm sao đây? Diêu Linh cũng chưa từng gặp chuyện như thế này, vô thức túm lấy góc áo của Tiêu Chính Văn. Anh Lý, nhà họ Lý hình như là gia tộc lớn hạng nhất Tu Hà, là một gia tộc giàu có. Tiêu Chính Văn cẩn thận suy nghĩ, không ngờ lại là nhà họ Lý. Thế thì không phải anh Lý gì đó có chút quan hệ với Lý Trường Thắng hay sao, vậy chúng ta xuống xe chào hỏi anh ta thôi.
Tiêu Chính Văn lái xe tới một chỗ hoang vu rồi dừng lại. Diêu Linh sợ tới mức lay mạnh Tiêu Chính Văn, hỏi chúng ta mau chạy đi, tại sao lại dừng xe ở đây, nhất định bọn chúng đã gọi rất nhiều người tới, không sao, anh là binh lính xuất ngũ từ chiến khu, dù sao cũng đã từng trải qua huấn luyện, đối phó với mấy người bọn chúng thì không thành vấn đề. Nếu như dẫn bọn chúng trở về, để bọn chúng làm loạn trong nhà thì lại không hay, em ở yên trong xe này đừng đi đâu cả, để anh xuống giải quyết là được rồi. Tiêu Chính Văn trấn an Diêu Linh, rồi mở cửa xe ra, nhìn về phía những chiếc xe đang đuổi tới phía sau. Mặc dù Diêu Linh lo lắng nhưng nhìn thấy Tiêu Chính Văn tự tin như vậy thì cũng yên tâm hơn. Phía sau con xe sang của Trương Quý là 5 chiếc xe van, những chiếc xe này vừa dừng lại, đám người ngồi trên đó liền kéo nhau nhảy xuống như ong vỡ tổ. Đám đàn ông này ít nhất cũng hơn 30 người, trên tay cầm những chiếc côn sắt dài ngắn khác nhau, vẻ mặt hung hãn, không ít người còn có cả hình xăm trên cánh tay, vừa nhìn là biết dân xã hội đen. Diêu Linh nhìn thấy cảnh tượng này thì lo lắng báo cảnh sát, trong lòng thầm mong có người nhanh đến cứu viện. Cánh tay Trương Quý quấn băng kín mít, mắt đỏ ngầu bước xuống xe. Mày chết chắc rồi, mày dám đánh gãy tay tao, hôm nay tao phải phế bỏ hết tay chân của mày. Lúc này, một chiếc xe sang màu trắng lái đến, cửa xe mở ra, một người đàn ông tướng mạo anh tuấn, trên người mặc bộ vest sang trọng bước xuống từ trên xe. Hắn bước đến trước mặt Trương Quý, hỏi, là ai dám làm cậu bị thương? Trương Quý lập tức chỉ vào Tiêu Chính Văn, nói, anh Lý, chính là cái thằng nhãi này. Vốn dĩ em nhìn chúng người phụ nữ kia, muốn dẫn cô ta đến dâng cho anh, không ngờ tên này lại xông ra ngăn cản, hơn nữa còn đánh em bị thương. Hóa ra người này chính là anh Lý mà Hà Dương sợ hãi. Anh Lý đó liếc nhìn Diêu Linh đang ngồi bên trong xe, sau đó nheo mắt nói, người phụ nữ này đúng thật là cực phẩm. Thằng nhãi này không chỉ đánh em bị thương mà còn không thèm coi em ra gì, thậm chí còn không thèm coi nhà họ Lý anh ra gì. Anh tuyệt đối không được bỏ qua cho hắn. Trương Quý thêm dầu vào lửa thuật lại một lần, cố ý muốn châm ngọn lửa giận của anh Lý. Anh Lý nổi điên. Không cần biết thằng nhóc này có bối cảnh thế nào, hôm nay hắn chết chắc rồi. Trương Quý thậm chí đã tưởng tượng đến cảnh Tiêu Chính Văn bị đánh đến mức phải quỳ xuống đất xin gã tha cho. Đến lúc đó gã sẽ dẫn người đẹp trên xe đi, dù có cho anh Lý chơi trước thì bọn chúng cũng có thể húp chung một bát canh. Anh Lý dùng ánh mắt khinh thường đánh giá Tiêu Chính Văn một lượt. Đột nhiên trong ánh mắt hắn lóe lên sự sợ hãi, cơ thể cũng không nhịn được mà run lên lẩy bẩy. Ngay sau đó, anh Lý mở miệng hỏi với giọng nói run rẩy, anh, quen biết với tỷ phú Lý có phải không? Quen. Tiêu Chính Văn vốn định đánh cho bọn chúng một trận, không ngờ đối phương lại nhận ra mình. Sau khi anh Lý nhìn thấy Tiêu Chính Văn thì sắc mặt đã hoàn toàn biến đổi. Hình như trước đây mình đã gặp người đàn ông trước mắt này rồi, tỷ phú Lý đối đãi với anh ta vô cùng cung kính. Anh Lý chỉ là con cháu trong nhánh phụ của nhà họ Lý Trường Thắng là chủ nhân của cả nhà họ Lý. Nên hắn cũng coi như là cháu trai họ của Lý Trường Thắng. Mặc dù không biết Tiêu Chính Văn có thân phận gì, nhưng ban đầu lúc nhìn thấy Lý Trường Thắng nói chuyện với anh, ánh mắt và động tác của Lý Trường Thắng đều vô cùng tôn kính. Anh Lý này có ấn tượng sâu sắc như vậy là bởi lúc đó hắn phát hiện Lý Trường Thắng đối đãi rất cung kính với Tiêu Chính Văn nên cũng tính toán kế sách muốn tiếp cận Tiêu Chính Văn. Chỉ là hắn không ngờ được rằng, với thủ đoạn của hắn mà cũng không thể tra ra rõ được Tiêu Chính Văn có thân phận gì, vậy nên chút manh mối này cũng bị đứt đoạn. Không ngờ hôm nay lại được gặp Tiêu Chính Văn ở đây. Trong mắt hắn, mặc dù không biết rõ về thân phận của Tiêu Chính Văn đang đứng trước mặt, nhưng thân phận nhất định không thấp hơn so với Lý Trường Thắng, vậy nên anh Lý lập tức cúi thấp đầu, cung kính khom lưng với Tiêu Chính Văn. Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi anh, Trương Quý này không có quan hệ gì với tôi hết. Thực ra tôi cũng không thật sự thân quen gì với cậu ta, không ngờ lại bất cẩn mạo phạm anh, mong anh đừng trách tội. Anh Lý đó cúi đầu rất thấp, thậm chí ánh mắt chỉ dám nhìn vào mũi giày của Tiêu Chính Văn. Trương Quý nghi hoặc bước đến hỏi, anh Lý, anh sao thế? Sao anh lại phải sợ hắn? Hắn chỉ là một người bình thường mà thôi, ban nãy em đã hỏi rồi, thật ra hắn chỉ là thằng đi ở rể nhà họ Khương. Bốp! Anh Lý vả thẳng vào mặt Trương Quý. Tức giận gào lên, hỗn láo. Mày im mồm lại cho tao. Trương Quý cũng không ngờ anh Lý lại đột nhiên tát mình, ấm ức nói, anh Lý, anh đánh em làm gì? Tiểu Lý,
chó cắn người rồi thì chủ nhân phải chịu trách nhiệm, Tiêu Chính Văn ung dung mở lời. Chương 650, đây là đồ giả. Anh Lý lập tức hiểu ra ý của Tiêu Chính Văn, trợn trừng mắt nói với đàn em của mình, bắt Trương Quý lại cho tao. Mệnh lệnh vừa dứt, đám đàn em xung quanh liền tiến lên tóm lấy rồi đè bẹp Trương Quý xuống đất. Anh Lý, rốt cuộc là sao vậy chứ? Lúc này, Trương Quý vẫn chưa kịp phản ứng trở lại. Đánh! Anh Lý ra lệnh, đám đàn em giơ côn sắt lên, đồng loạt đánh lên người Trương Quý, khiến Trương Quý đau đớn kêu gào, lăn lộn không ngừng dưới đất. Sau đó, anh Lý đi tới bên cạnh Tiêu Chính Văn, rụt rè nói, anh Tiêu, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ quản lý chó nhà mình thật tốt, bắt cậu ta xin lỗi anh. Sau khi anh Lý lên tiếng bảo đảm với Tiêu Chính Căn liền đi đến trước mặt Trương Quý lúc này đã bị đánh đến mức thừa sống thiếu chết, đá mạnh vào người hắn một cước. Mau xin lỗi anh Tiêu đi. Trương Quý bị đánh rụng mất vài chiếc răng, nghe thấy anh Lý ra lệnh thì lập tức bò lổm ngổm dậy, dập đầu lia lịa trước mặt Tiêu Chính Văn. Tôi sai rồi anh Tiêu, tôi xin lỗi anh, là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, để tôi dập đầu lại anh. Cút đi. Tiêu Chính Văn không muốn lãng phí thời gian. Anh xua tay bảo đám người này cút xéo. Sau đó Tiêu Chính Văn bước lên xe, Diêu Linh kinh ngạc nhìn anh, miệng há hốc tròn xoe như hình chữ O. Sao thế? Tiêu Chính Văn hỏi, trong lòng thầm nghĩ ban nãy có phải mình hơi lố rồi không, vốn chỉ định xuống dọa anh Lý với Trương Quý một chút, không ngờ anh Lý lại bảo người ra tay đánh Trương Quý, còn khoa trương bắt hắn quỳ lại mình. Anh rể, vừa nãy anh ngầu thật đấy. Ánh mắt Diêu Linh nhìn Tiêu Chính Văn đã sáng lấp lánh đầy sùng bái. Ừ, cũng thường thôi. Tiêu Chính Văn khởi động xe, chuẩn bị lái xe trở về nhà. Diêu Linh đột nhiên mở miệng hỏi, em không ngờ anh lại quen với tỷ phú Lý Trường Thắng của Tu Hà, hơn nữa còn có thể dọa cho bọn chúng chạy mất dép, bây giờ em đã biết tại sao chị họ lại thích anh rồi. Ừ, về nhà đừng kể chuyện này với chị của em, anh không muốn cô ấy lo lắng, Tiêu Chính Văn đáp lời. Khương Vi Nhan đã biết hết rồi, chỉ có điều Tiêu Chính Văn không muốn để lộ thân phận của mình trước mặt người em họ này. Diêu Linh nghĩ ngợi, trong lòng vui vẻ, cười nói, đương nhiên rồi, em sẽ giữ bí mật cho anh rể. Càng nghĩ Diêu Linh càng thấy vui vẻ. Đây là bí mật giữa cô ta và Tiêu Chính Văn. Nhá nhem tối. Tiêu Chính Căn đưa Diêu Linh về biệt thự. Diêu Linh nhìn thấy căn biệt thự lớn như vậy thì kích động mãi chẳng nói nên lời, đi tham quan trong biệt thự. Bất cứ lúc nào cũng có thể nghe thấy những tiếng kêu a a a vui sướng của cô ta. Chẳng bao lâu sau thì Khương Vi Nhan cũng trở về biệt thự, gặp Diêu Linh liền kích động và hào hứng không thôi. Diêu Linh là con gái của em gái ruột mẹ Khương Vi Nhan, lúc nhỏ bọn họ vô cùng thân thiết. Đã rất lâu không được gặp nhau, bây giờ được gặp lại, hai người phụ nữ có đủ mọi chủ đề để nói. Dù sao sau khi mẹ ruột Khương Vi Nhan qua đời thì cô cũng chỉ có một thân một mình ở nhà họ Khương. Có lẽ chỉ có người nhà họ Diêu mới có thể mang đến cho Khương Vi Nhan chút ít cảm giác ấm áp của tình thân. Sau khi nói chuyện cả buổi, Diêu Linh trở về phòng nghỉ ngơi, Khương Vi Nhan quay sang nói với Tiêu Chính Văn, chồng ơi, lát nữa anh đi cùng em tới chợ đồ cổ nhé. Sao đột nhiên lại muốn đến chợ đồ cổ thế, Tiêu Chính Văn ngồi trên sofa, hoài nghi hỏi. Trang trí cho công ty, ngoài ra còn mua ít đồ tặng cho người ta nữa. Khương Vi Nhan giải thích. Gần đây công ty làm ăn rất tốt, cô đang chuẩn bị mở rộng quy mô thêm lần nữa, vậy nên mới cần đồ trang trí. Ngoài ra, có một số ông chủ đối tác rất thích đồ cổ, bản thân cũng muốn mua một số thứ làm quà tặng cho người ta. Anh có hiểu biết nhiều về đồ cổ không? Khương Vi Nhan hỏi. Cũng tạm, anh biết chút ít, Tiêu Chính Văn khiêm tốn nói. Biết chút ít là được rồi, dù gì em cũng chẳng hiểu gì hết. Khương Vi Nhan cũng không quan tâm nhiều làm gì, thật ra chỉ muốn Tiêu Chính Văn đi cùng mình mà thôi, dù gì đồ trang trí cần mua cũng khá nhiều, một mình đi không mang hết nổi. Sau khi thương lượng và ăn tối xong xuôi, Khương Vi Nhan dẫn theo Tiêu Chính Văn cùng tới chợ đồ cổ. Ban ngày chợ đồ cổ tương đối náo nhiệt, đến tối vì ánh sáng khá yếu ớt. Không thể xem rõ chất lượng sản phẩm nên người đến đây cũng ít đi rất nhiều. Lúc này, Khương Vi Nhan nhìn thấy một món đồ gốm thanh hoa rất đẹp liền nói với Tiêu Chính Văn anh nhìn kìa, món đồ gốm thanh hoa này đẹp nhỉ. Chúng ta mua về đặt ở hai bên sảnh lớn công ty thì thế nào? Ông chủ cửa hàng thấy có mối làm ăn thì đập bàn nói, cô gái có mắt nhìn thật đấy, đây là món đồ gốm thời nhà Thanh,
do chính tay đại sư Cảnh Đức làm ra, nếu là ngày thường thì có trả 20.000 tệ tôi cũng không bán, hôm nay cũng không còn sớm gì nữa, tôi giảm giá cho mấy người, đưa tôi 6.000 tệ là được rồi. Khương Vi Nhan đang định rút tiền ra thì Tiêu Chính Văn lại giơ tay ngăn lại. Ông chủ, món đồ gốm Thanh Hoa này có thể bớt thêm chút nữa không? Tiêu Chính Văn hỏi. 200 tệ thì thế nào? 200 tệ mà cũng muốn mua đồ gốm Thanh Hoa? Cậu điên rồi đấy à? Ông chủ cửa hàng không nhìn được liền quát lớn, sao cậu không đi cướp luôn đi? Tiêu Chính Văn cười nói, cướp giật là phạm pháp đấy, chúng tôi không làm chuyện phạm pháp đâu. Bây giờ cậu có khác gì đang phạm pháp đâu? Ông chủ tức đến mức giơ tay đập mạnh vào bàn. Ông ta làm ăn ở đây lâu năm như vậy rồi mà chưa gặp ai vừa mở miệng ra đã ép giá tới mức như này. Khương Vi Nhan thấy món đồ gốm Thanh Hoa này tinh xảo như vậy, giá tiền ghi trên đó cũng là 30.000 tệ liền nói với Tiêu Chính Văn, ông chủ đã ưu đãi chúng ta lắm rồi, hơn nữa món đồ gốm này cũng đẹp thật, dù có trả giá thì cũng không thể trả bừa được. Món đồ 30.000 tệ này trả giá còn có 200 tệ thì thật sự không hay cho lắm. Tiêu Chính Văn lại giơ tay sờ vào món đồ gốm Thanh Hoa, nói với ông chủ, tôi trả giá không hề phạm pháp, nhưng mà ông bán hàng giả thì lại thành phạm pháp rồi đấy. Ông chủ hơi kinh ngạc, lẩm bẩm, tôi bán hàng giả lúc nào? Cậu không được nói bừa đâu. Nếu như mấy người không muốn mua thì cút đi cho tôi, đừng ở đây gây ảnh hưởng tới chuyện làm ăn của tôi. Ông chủ kia biết đã bị lộ nên lập tức xua tay muốn đuổi người. Khương Vi Nhan nói với vẻ hối lỗi, tôi xin lỗi, chúng tôi không hiểu những thứ này lắm. Sau đó cô lại nhìn sang Tiêu Chính Văn, chồng à, nói ít lại mấy câu đi, nếu còn nói nữa thì ông chủ không bán cho chúng ta nữa đâu đấy. Hoa văn trên món đồ gốm Thanh Hoa này rất đẹp, hơn nữa sự giao hòa giữa hai màu trắng xanh khiến cho cảm giác khi nhìn ngắm vô cùng dễ chịu. Nếu như có thể mua về đặt tại công ty mới thì nhất định có thể làm nó tăng thêm vài phần đẹp mắt. Tiêu Chính Văn lại giơ tay sờ lên trên mặt món đồ gốm Thanh Hoa, nói thứ nhất, món đồ gốm Thanh Hoa này không phải xuất thân từ thời Thanh, đồng thời cũng không phải do đại sư chế tác thủ công mà là hàng nhái cao cấp làm ra từ dây chuyền sản xuất của công xưởng, giá thành cao nhất trên thị trường cũng chỉ có 200 tệ mà thôi. Tiêu Chính Văn hiểu biết như vậy là bởi vì trước đây có rất nhiều người tặng quà cho anh. Trong nhà kho ở trụ sở chính chiến khu của anh đều là quà người khác tặng. Ngoài ra, mảnh giấy cũ mà anh đang xem dở gần đây vừa hay lại có chút kiến thức liên quan đến đồ cổ. Vậy nên, bây giờ anh chỉ đang áp dụng những gì mình đã học được vào thực tế mà thôi. Chương 651, cướp đoạt miếng ngọc. Người ngoài ngành như cậu không hiểu thì đừng nói linh tinh, không mua thì cút, cửa hàng khác bảo các người đến phá đám phải không? Ông chủ mất kiên nhẫn rút cây gậy ra uy hiếp đuổi người. Tôi không nói lung tung, đầu tiên, chất liệu của gốm Thanh Hoa này vô cùng thô ráp, sờ vào thân bình cũng không trơn nhẵn như ngọc. Mà gốm Thanh Hoa này có thể đẹp như vậy đều là nhờ vào ánh đèn chiếu rọi vào, nếu tắt đèn của ông đi rồi nhìn dưới ánh mặt trời, bề mặt thô ráp của chiếc bình này sẽ lộ ra. Tiêu Chính Văn phân tích chiếc bình gốm Thanh Hoa, một tay cầm chiếc bình, hơi dốc xuống đất. Gốm Thanh Hoa có thể làm hoàn hảo như vậy thường do các nhà máy lớn chế tạo. Loại do nhà máy lớn chế tạo sẽ được ghi rõ nguồn gốc dưới đáy bình. Tiêu Chính Văn vừa nói vừa lật chiếc bình lại, chỉ nhìn thấy một dòng chữ nhỏ khắc dưới đáy. Khương Vi Nhan nhìn kỹ thì thấy trên đó viết, sản xuất bởi tập đoàn thủ công Mỹ Nghệ Sơn Thủy ở Tu Hà. Nhìn thấy dòng chữ này, Khương Vi Nhan sững sờ sau đó vô cùng tức giận. Ông dám lừa tôi. Khương Vi Nhan tức giận chỉ vào ông chủ. À, chuyện này. Ông chủ cửa hàng sững sờ, trợn tròn mắt không biết giải thích thế nào. Vừa nãy ông ta thấy hai người này lạ mặt, trông cũng còn trẻ, vừa vào liền ngắm nghía. Từ những phản ứng này có thể thấy hai người trẻ tuổi này là những người mới vào nghề, chỉ có chút hiểu biết về đồ cổ, cho nên ông ta mới cố tình thay thế bằng đồ giả để lừa đảo. Nhưng không ngờ Tiêu Chính Văn lại là cao thủ, vừa nhìn đã biết đồ thật giả. Nhà sản xuất này sợ đồ gốm mình làm nhái sẽ bị dùng làm đồ cổ để lừa tiền nên đã cố ý ghi lại nguồn gốc, vậy mà ông lại dám cầm ra lừa chúng tôi. Tiêu Chính Văn giễu cợt nói. Ồ, tôi nhớ ra rồi, có lẽ là tôi đặt nhầm chỗ. Cậu xem, bây giờ đồ giả cao cấp giống y như đồ thật vậy, ngay cả tôi cũng nhìn nhầm rồi. Ông chủ cửa hàng thấy thủ đoạn của mình đã bị bại lộ nên chỉ biết cười trừ. Vậy sao?
Nếu cửa hàng của ông chỉ toàn là những đồ giả cao cấp này thì đừng mở cửa nữa, dứt khoát về nhà luôn đi. Tiêu Chính Văn chỉ vào mấy cái bình gốm, và một số thứ khác. Cái này, cả cái này nữa, đều là đồ nhái cao cấp, có muốn tôi lật lại xem nhà sản xuất không? Những món đồ nhái anh vừa chỉ vào đều là những món đồ ông chủ vừa tráo đổi, mồ hôi trên trán ông chủ không ngừng chảy. Giá bán này của ông có khả năng là lừa đảo phạm pháp, có tin chỉ cần tôi báo cảnh sát thì đống đồ này của ông đều bị tịch thu hết, hơn nữa cửa hàng này cũng không thể mở cửa nữa, thậm chí đến cả ông cũng bị bắt. Tiêu Chính Văn nói xong lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi cảnh sát. Ôi, đừng đừng, 200 tệ thì 200 tệ, các người lấy đi. Ông chủ cửa hàng sợ hãi, lập tức đưa tay ra ngăn cản bọn họ. Mấy món đồ nhái cao cấp này nhìn cũng không tệ, hay là ông tặng cho tôi mấy cái bình gốm thanh hoa này nhé? Tiêu Chính Văn mỉm cười. Cái gì, tặng các người điên à, chỗ hàng này tôi mới nhập, tiêu tốn mất mấy nghìn tệ đấy. Ông chủ vừa nghe thấy vậy liền tỏ ý không bằng lòng. Công việc kinh doanh đơn lẻ này không những không thu được lợi nhuận mà thậm chí còn thua lỗ. Không tặng à, vậy được, cửa hàng của ông không còn nữa. Tiêu Chính Văn lại lấy điện thoại ra. Đợi đã, các người thích thì lấy đi, chết tiệt. Ông chủ tức giận dậm chân, quát lớn. Tiêu Chính Văn cười nói, vậy ông đợi đấy, tôi lái xe qua. Sau đó Tiêu Chính Văn lái xe đến trước cửa hàng, chuyển hết toàn bộ đồ nhái cao cấp đi. Nhìn thấy những bình gốm thanh hoa và các món đồ khác bị Tiêu Chính Văn đưa hết lên xe, ông chủ cửa hàng cảm giác như nhà mình bị tịch thu, muốn khóc mà không ra nước mắt. Nhưng nếu Tiêu Chính Văn báo cảnh sát thật thì sau này ông ta sẽ không thể làm ăn ở đây được nữa, thậm chí còn bị phạt. Bây giờ ông ta thật sự rất hối hận, sớm biết vậy thì đã không ham mấy món lợi nhỏ này rồi. Tiêu Chính Văn lái xe, đưa Khương Vi Nhan và chiếc xe chất đầy hàng hóa đi về. Dù sao những món đồ này là đồ trang trí trong công ty, không phải là đồ siêu tầm, vì vậy không cần quan tâm đến độ thật giả. Khương Vi Nhan hơi lo lắng hỏi, chúng ta làm vậy có quá đáng lắm không? Lúc nãy em thấy ông chủ sắp khóc rồi. Tiêu Chính Văn nói, quá đáng sao? Không quá đáng chút nào. Vợ à, em nghĩ thử xem, lúc nãy ông ta ra giá là 30.000 tệ, tức là một món đồ nhái, ông ta đã kiếm được mấy chục nghìn tệ, người bị ông ta lừa thật đáng thương. Họ không chỉ tốn một khoản tiền lớn mà còn mua phải đồ giả. Không chỉ mất tiền mà còn mất mặt, những người phá vỡ quy tắc của giới chơi đồ cổ đáng bị trừng phạt. Tiêu Chính Văn nói một cách nghiêm túc. Anh nói cũng có lý, không ngờ anh còn biết nhìn đồ cổ. Lần này kéo anh đi cùng coi như là tìm đúng người rồi. Khương Vi Nhan nhìn nụ cười tự tin của Tiêu Chính Văn, sau đó nắm lấy tay anh, hôn lên mặt anh. Sau đó họ lại đi loanh quanh một hồi mà chưa thấy gì vừa mắt. Nhưng khi Khương Vi Nhan đến một cửa hàng gốm sứ khác, đột nhiên nhìn thấy một miếng ngọc, cầm miếng ngọc trong tay liền muốn mua nó. Ông chủ, miếng ngọc này bao nhiêu? Có một con hươu được khắc trên hàng cuối cùng, ngụ ý sức khỏe dồi dào, gặp dữ hóa lành. Khương Vi Nhan mới ra viện nên muốn mua một miếng ngọc để bảo vệ mình bình an. Chất lượng của miếng ngọc này không tệ, nếu cô thích thì tôi sẽ bán cho cô với giá 2.000 tệ, ông chủ nói. Tiêu Chính Văn cũng liếc nhìn qua, mặc dù đây chỉ là một miếng ngọc bình thường, nhưng được chế tác rất tốt, quả thực đáng giá 2.000 tệ, vì vậy cũng đáng để mua. Khương Vi Nhan đương nhiên không hiểu chất lượng của ngọc, chỉ cảm thấy cầm lên tay rất đẹp nên tiện đem theo. Giữa đám người, một chàng trai trẻ mặc đồ nhà đường đắt tiền đột nhiên chen vào. Trên tay chàng trai cầm một chiếc quạt, phía sau có vài vệ sĩ đi theo, vừa xuất hiện mọi người đều tránh ra, vừa nhìn đã biết đây là thiếu gia của quý tộc thế gia. Hoan nghênh thiếu gia Đàm, tôi vừa nhập được một lô hàng tốt, thiếu gia Đàm mau tới xem thử đi. Ông chủ cửa hàng nhìn thấy chàng trai trẻ này liền nhiệt tình tiếp đón. Những ông chủ khác nhìn thấy người này cũng vẫy tay mời hắn vào cửa hàng của mình. Có thể thấy thiếu gia này là khách quen của chợ đồ cổ và cũng là khách hàng lớn. Hắn liếc mắt nhìn một lượt, nhưng tầm mắt lại rơi vào tay Khương Vi Nhan, chỉ vào miếng ngọc nói, miếng ngọc này là nhà ông bán sao? Đúng vậy, là của nhà chúng tôi bán. Miếng ngọc này khá đẹp, tìm thêm một miếng nữa đi, tôi muốn mua miếng ngọc có họa tiết giống vậy. Thiếu gia Đàm nói xong, chủ cửa hàng liền đi vào tìm vài miếng ngọc khác, bày ra trước mặt công tử Đàm. Sau khi xem xong, thiếu gia Đàm thấy không vừa ý.
chỗ này không có miếng ngọc vào khiến tôi vừa ý cả. Sau đó thiếu gia Đàm nhìn sang Khương Vi Nhan đang đeo miếng ngọc soi gương. Này cô có thể nể mặt Đàm Tử Thạch tôi mà bán lại miếng ngọc này không? Đàm Tử Thạch vừa hỏi vừa đưa tay ra. Chương 652, nhà họ Đàm ở Thượng Hồ Anh là người nhà họ Đàm sao? Khương Vi Nhan hoảng hốt. Lúc trước, nghe ông chủ này nhắc đến một người tên là thiếu gia Đàm, cô cũng lờ mờ đoán được chắc hẳn là người nhà họ Đàm. Nhà họ Đàm là gia tộc hạng nhất có thế lực cực kỳ lớn mạnh trước khi nhà họ Kim ở Tu Hà sụp đổ. Hơn nữa bây giờ họ không ở Tu Hà mà là gia tộc hạng nhất ở Thượng Hỗ bên cạnh. Thảo nào ông chủ nơi này lại khách sáo với hắn như vậy. Lúc Khương Vi Nhan do dự không biết có nên đưa miếng ngọc trong tay ra không thì Tiêu Chính Văn đã bước lên chặn trước mặt cô. Xin lỗi, chúng tôi không bán miếng ngọc này. Ngọc có linh tính, chúng tôi đã trả tiền rồi, mà cô ấy cũng đã đeo lên tay, có nghĩa là miếng ngọc đã nhận chủ, giờ anh mua lại miếng ngọc này chẳng phải muốn chúng tôi xui xẻo sao. Vừa nãy Khương Vi Nhan muốn mua miếng ngọc này vốn định lấy điểm lành. Nếu phải bán lại miếng ngọc này cho thiếu gia Đàm này thì điềm lành sẽ trở thành xui xẻo mất. À, đúng nhỉ, xin lỗi, chúng tôi không bán. Khương Vi Nhan lắc đầu rụt tay lại. Ông chủ cửa tiệm nói, thiếu gia Đàm, ở đây còn những miếng ngọc khác, cậu có muốn xem thử không? Xem cái rắm, ông nghĩ tại sao tôi lại đến cửa hàng của ông, là vì đã ưng ý miếng ngọc đó rồi. Sở dĩ hắn thích miếng ngọc trong tay Khương Vi Nhan là vì hắn cũng nhìn ra miếng ngọc đó được tạo ra bởi bàn tay của đại sư trong giới, đẳng cấp của miếng ngọc này hơn hẳn những miếng khác. Đàm Tử Thạch cực kỳ khó chịu phất tay, vệ sĩ đi đến, sau đó hắn lấy một xấp tiền giấy màu đỏ từ chỗ vệ sĩ ra đập vào mặt Tiêu Chính Văn. Đây là 20.000 tệ, anh đưa miếng ngọc này cho tôi thì anh có thể cầm 20.000 tệ này đi khỏi đây, chừng này bằng mấy tháng lương của anh rồi đấy. Đàm Tử Thạch ngông nghênh nói. Mặc dù bây giờ Khương Vi Nhan đang mặc toàn đồ hiệu nhưng Tiêu Chính Văn lại ăn mặc khá bình thường, không hề giống con nhà giàu, hơn nữa hai người cũng không đeo mấy món đồ xa xỉ trên tay. Trong mắt hắn, hai người này cùng lắm cũng chỉ là nhân viên của một công ty lớn, 20.000 tệ đã được xem như là một số tiền rất lớn với họ rồi. Hơn nữa giá của miếng ngọc này cũng chỉ có 2.000 tệ, bây giờ hắn đưa cho 20.000 tệ. Chắc chắn hai người này sẽ đồng ý bán lại. Hắn bỏ ra 20.000 tệ này cũng không phải là uổng phí. Người xưa có câu ngàn vàng mua tiếng thơm, chỉ cần hắn chịu đập tiền vào đây thì mấy người ở phố đồ cổ sẽ biết hắn không tiếc tiền vào đồ cổ. Như vậy một khi đồ tốt vào tay rồi, mấy chủ tiệm đồ cổ này sẽ lập tức liên hệ với mình chào bán bảo vật. Thấy miếng ngọc mình bán có 2.000 tệ thoát cái đã lên 20.000 tệ, ông chủ cửa hàng vô cùng hối hận. Sớm biết vậy đã không bán rồi. Tiêu Chính Văn cười khẩy nói, nghe không hiểu tiếng người à. Tôi vừa nói không bán miếng ngọc này. Anh, các anh chỉ bỏ ra 2.000 tệ để mua miếng ngọc, bây giờ tôi đưa cho các anh 20.000 tệ là đã nâng giá lên gấp 10 rồi đấy. Đàm Tử Thạch không ngờ hai người này lại không biết tốt xấu như vậy. Trước giờ hắn vẫn luôn cậy thế bắt nạt người nên đâu thể để mặc người khác lấy mất thứ mình thích đi được. Huống hồ. Hắn còn là thiếu gia của nhà họ Đàm, cả khu vực Thượng Hỗ ít ai dám làm vậy với hắn. Không ngờ hôm nay ra ngoài, đến Tu Hà nhỏ bé này lại gặp phải hai người có mắt như mù này. Thế nên hắn lấy ra hai xấp tiền nữa vứt lên trên bàn làm ông ta tiệm đồ cổ khiếp sợ. Thêm 20.000 tệ nữa, mau đưa miếng ngọc đó cho tôi. Đàm Tử Thạch nâng giá cao đến 40.000 tệ. Đừng nói là 40.000 tệ. Dù anh có ra giá 400.000 tệ thì tôi cũng không đưa miếng ngọc này cho anh. Tôi đã nói rồi, vợ tôi đã đeo miếng ngọc này lên tay, anh mua lại như vậy chẳng khác nào lấy hết may mắn của cô ấy. Tiêu Chính Văn cũng không hiểu tại sao tên này lại cố chấp hơn thua với họ. Miếng ngọc này cũng chẳng phải là bảo vật quý hiếm gì, nhưng hắn lại khăng khăng muốn ra giá cao để lấy bằng được này. Không có thứ gì Đàm Tử Thạch này muốn mà không có được cả. Hôm nay dù anh không bán cũng phải bán, không bán thì tôi cướp. Đàm Tử Thạch phất tay, vệ sĩ phía sau lập tức lao lên bao vây Tiêu Chính Văn. Bình thường chỉ cần là thứ hắn thích thì mấy người khách khác đều sẽ nhường lại để nịnh bợ hắn. Hôm nay hai người chết tiệt này thế mà lại không biết tốt xấu chẳng hề nể mặt khiến hắn cực kỳ không vui. Tiêu Chính Văn vừa định ra tay thì Khương Vi Nhan khẽ kéo góc áo anh lại. Đừng đánh nhau với họ.
không phải Khương Vi Nhan sợ Tiêu Chính Văn đánh không lại đối phương, mà là sợ Tiêu Chính Văn đánh đối phương nằm bẹp thì có chuyện lớn. Tiêu Chính Văn vỗ tay Khương Vi Nhan cười nói, vợ yên tâm đi, anh tự có cách đối phó với loại người này. Mấy vệ sĩ vây quanh Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan nhìn chằm chằm hai người, ánh mắt còn có ý uy hiếp. Đàm Tử Thạch ỉ vào việc có vệ sĩ bên cạnh liền tiến lên bắt ép, tôi hỏi hai người lần nữa, rốt cuộc hai người có bán miếng ngọc này không? Không bán, tôi mặc kệ anh là ai, dù anh là ông trời, tôi cũng không bán, dù anh có đưa 2 triệu tệ, tôi cũng không bán. Tôi nói cho anh biết, chúng tôi không thiếu tiền. Anh đây là muốn ép mua ép bán sao? Đây là chợ đồ cổ, anh biết quy tắc ở đây chứ? Đồ cổ ở đây đều là ai đến trước thì được trước, nghiêm cấm hành vi ép mua ép bán. Nếu anh phá vỡ quy tắc, tôi xem sau này còn ai dám làm ăn với anh nữa không? Lúc nói câu này, Tiêu Chính Văn cố ý cao giọng hơn, lập tức thu hút những người ở các tiệm khác vây xem. Đàm Tử Thạch bị lời nói của anh dọa sợ lùi lại 2 bước. Đúng vậy, nơi này chính là chợ đồ cổ, dù hắn có là thiếu gia nhà họ Đàm đi chăng nữa cũng không tiện ép mua ép bán với người ta. Vốn dĩ hắn định hôm nay đến đây bỏ ra một cái giá lớn để mua ngọc chính là ngàn vàng mua tiếng thơm. Nếu làm trái quy tắc ở đây, có thể chẳng có mấy ông chủ dám làm ăn với hắn nữa. Anh, Đàm Tử Thạch cũng không ngờ Tiêu Chính Văn sẽ dùng cách này khiến hắn mất mặt. Bây giờ hắn rất tức giận, chỉ mong sao có thể ra lệnh để vệ sĩ của mình đấm anh mấy phát để dạy dỗ. Sau đó Đàm Tử Thạch xắn tay áo lên, không phải để khoe cơ bắp, mà là khoe một đống trang sức cổ trên tay mình. Tôi nói cho anh biết, tôi không hiếm lạ gì miếng ngọc đó của anh, mỗi một món trang sức trên người tôi đều đắt hơn miếng ngọc của anh rất nhiều. Đàm Tử Thạch giơ một chiếc nhẫn đang đeo trong tay lên nói, nhìn thấy rõ không? Tôi tiêu tốn hơn 30 triệu tệ để mua chiếc nhẫn ngọc xanh đế vương này từ Miến Quốc về đấy. Những người khác ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy ngón cái của hắn đeo một chiếc nhẫn ngọc xanh lục bảo, ánh sáng vô cùng chói mắt, những người vây xem khác đều không khỏi há hốc mồm. Nhìn màu sắc có vẻ là đồ thật, hơn nữa còn là đồ hạng A. Chiếc nhẫn này quả thật không đơn giản, chắc chắn là mấy chục triệu tệ. Chiếc nhẫn mấy chục triệu tệ, còn cậy thế bắt nạt người. Người có tiền đúng là khác hẳn, đây đâu chỉ là nhẫn, mà là cõng cả một biệt thự ra ngoài đấy. Nghe mọi người xung quanh bàn tán, Đàm Tử Thạch lại cảm thấy mình lấy lại được thể diện, vẻ mặt cũng lộ ra vài phần đắc ý. Sau đó hắn lại chỉ vào chiếc vòng ngọc trên tay mình nói, đây là vòng ngọc tôi mua được từ một cuộc đấu giá ở nước ngoài. Chỉ riêng nguyên liệu làm nên chiếc vòng này thôi đã tốn hết hơn 10 triệu tệ rồi. Chi phí nhân công thậm chí còn lên đến hơn 500.000 tệ. Người khác nhìn vòng ngọc trên tay Đàm Tử Thạch lại kinh ngạc thốt lên. Dù là bảo vật như nào cũng đều hơn miếng ngọc cũ nát của anh gấp mấy lần. Đừng tưởng tôi thật sự muốn thứ đồ cũ nát đó của anh thì anh xem miếng ngọc 2.000 tệ đó thành bảo vật đeo trên người. Bây giờ Đàm Tử Thạch đã không còn quan tâm đến việc có giành được miếng ngọc đó nữa không, bây giờ hắn chỉ muốn khoe độ giàu có của mình, làm nhục mặt Tiêu Chính Văn. Người đó là vợ anh à, chồng cô đúng là vô dụng, không có tiền mua miếng ngọc thật cho cô, chỉ một miếng ngọc rách nát này thì mang lại may mắn gì. Với tôi, hòn đá ven đường còn có linh tính hơn nó đấy. Đàm Tử Thạch nhìn Khương Vi Nhan đứng một bên, cố ý dùng Khương Vi Nhan để làm nhục Tiêu Chính Văn. Tôi thấy cô đừng nên ở bên hắn nữa, đi theo tôi đi, hắn chỉ là một tên nghèo thôi, còn tôi mới là thiếu gia nhà giàu thật sự. Chỉ cần ngủ với tôi một đêm. Tôi sẽ mua cho cô miếng ngọc mấy chục triệu tệ. Lúc này Đàm Tử Thạch mới chú ý đến vẻ đẹp của Khương Vi Nhan. Liếm môi một hồi, hắn đắc ý khoe khoang số trang sức trong tay mình. Chương 653, 3 điều kiện. Khương Vi Nhan cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của Đàm Tử Thạch nên quay mặt sang chỗ khác. Thấy thái độ chán ghét này của Khương Vi Nhan, Đàm Tử Thạch lập tức nổi giận. Tốt xấu gì hắn cũng là người nhà họ Đàm ở Thượng Hỗ. Đừng nói là Thượng Hỗ, chỉ ở Tu Hà nhỏ bé này thôi thì quả thật là có thể tung hoành khắp nơi. Đàm Tử Thạch lớn giọng nói, cô còn giả vờ, có biết đến nhà họ Đàm không, có biết đến cái tên Đàm Tử Thạch tôi không? Cô nên biết dù là bạn bè trong giới cũng phải gọi tôi một tiếng anh Thạch. Cô ngủ với tôi một đêm là phúc tám đời của cô rồi đấy. Một nhà họ Đàm nhỏ nhoi cũng dám ra ngoài vênh váo sao? Tiêu Chính Văn bước lên một bước. Cả người toát ra khí thế khiến người ta nghẹt thở.
ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào Đàm Tử Thạch như thể muốn hung hăng nghiền nát rồi nuốt hắn xuống. Thân là chủ soái Bắc Lương, Tiêu Chính Văn đã lăn lộn trên chiến trường những năm năm. Năm năm này, Tiêu Chính Văn đi qua biển đao núi lửa, từng né tránh hàng ngàn làn mưa súng đạn. Đừng nói chỉ là một Đàm Tử Thạch nhỏ nhoi, dù là tướng quân của một nước gặp phải sát khí của Tiêu Chính Văn thì ba ngày ba đêm cũng không thể ngủ được. Đàm Tử Thạch bị khí thế bộc phát của Tiêu Chính Văn làm cho sững người, hơi lùi về sau một bước. Những người khác trong tiệm Ngọc Thạch càng kinh ngạc không thôi, sự khinh thường đối với Đàm Tử Thạch này càng bộc lộ ra qua từng lời nói. Có phải thiếu gia nhà họ Đàm này chỉ được cái miệng thôi không? Cậu ta căn bản chỉ là một tên nhát cái. Theo tôi thấy, cậu ta không dám ra tay với anh chàng ở rể này đâu. Đường đường là thiếu gia nhà họ Đàm nổi tiếng ở Thượng Hỗ thế mà bị con rể nhà họ Khương dọa chết khiếp trong tiệm Ngọc Thạch. Đúng là làm trò hề cho thiên hạ. Bốp! Đàm Tử Thạch lấy búa đập vào tiệm Ngọc Thạch, khiến kính của cửa hàng lập tức vỡ vụn. A! À, mọi người đều hoảng sợ la lên, Đàm Tử Thạch này điên rồi. Đàm Tử Thạch tức giận cúi đầu, sắc mặt trở nên u ám, cười đi. Sao không dám cười nữa rồi? Thiếu gia nhà họ Đàm tôi đây chưa từng cảm thấy khó chịu như vậy. Tôi nói cho các người biết, hôm nay các người không để lại máu ở đây thì đừng hòng bước ra khỏi tiệm Ngọc Thạch này. Đàm Tử Thạch cầm một cây gậy chỉ vào đám đông vây xem trong tiệm Ngọc Thạch. Đám người hóng chuyện lập tức im bặt, không dám lên tiếng, ai nấy đều hoảng sợ nhìn Đàm Tử Thạch. Tiêu Chính Văn đưa Khương Vi Nhan đến một khu vực an toàn, anh sợ lát nữa ra tay sẽ để Khương Vi Nhan nhìn thấy cảnh tượng máu me rùng rợn. Thế nên anh phải bảo vệ cho tốt người mình yêu thương trước đã. Hổ không ở nhà thì ai cũng có thể xưng là chúa tể. Lúc này, Đàm Tử Thạch còn đang nổi cơn thịnh nộ, không ai dám chọc vào hắn. Bình thường nhóm khách hàng gan dạ lắm này cũng chỉ trốn sau quầy hàng đứng xem. Họ chưa từng tham gia vào trận đấu quyết liệt thật sự. Dù sao không phải ai cũng có can đảm một người đánh 10 người, dám đối diện trực tiếp với máu. Huống hồ, phía sau hắn còn 7, 8 vệ sĩ nữa. Ai trong bọn họ cũng đeo kính râm, không nhìn rõ được vẻ mặt của họ. Nhưng chỉ nhìn cơ bắp cuồn cuộn đó là biết có thể hạ gục đối phương chỉ với một cú đấm. Đàm Tử Thạch nở nụ cười nham hiểm nói, sao vậy, không phải lúc nãy nói hăng lắm sao? Nói thêm nữa cho tôi xem, nói đi. Ông chủ vừa nghe thấy động tĩnh trong tiệm lớn như vậy bèn vội vã chạy ra lớn giọng nói, ôi trời! Ai đập đồ trong tiệm của tôi thế này? Ông chủ lập tức nổi giận đùng đùng, cái cửa hàng này là kế mưu sinh của cả nhà ông ta. Nếu cửa hàng bị phá, cả nhà bốn người biết đi đâu kiếm cơm đây? Tôi, Đàm Tử Thạch làm đấy. Sao nào, ông không phục à? Đàm Tử Thạch ngông nghênh nhìn ông chủ tiệm Ngọc Thạch nói. Đàm Tử Thạch của nhà họ Đàm ở Thượng Hỗ. Ông chủ vốn còn đang nổi cơn tam bành ngay lập tức ỉu xìu. Ông chủ cười nói, xin lỗi thiếu gia Đàm. Lúc nãy tôi vô ý xúc phạm đến cậu, nếu biết thiếu gia Đàm đến cửa hàng thì tôi đã ra đón rồi. Ha ha ha. Đàm Tử Thạch cười điên cuồng. Ha ha ha. Nụ cười của ông chủ hàm chứa vài phần uất ức và không cam lòng. Hừ. Tiêu Chính Văn lạnh lùng hừ một tiếng rồi bước tới từ phía sau đám người. Từng bước chân cực kỳ chậm rãi và thong thả. Tác chiến ở vùng núi thường xuyên phải đi hành quân hàng ngàn cây số mà không được để lại dấu vết. Tiêu Chính Văn là chủ soái Bắc Lương nên lúc nào cũng là người dẫn đầu. Chính sự can đảm này đã khiến Tiêu Chính Văn trở thành chủ soái trẻ tuổi nhất trong lịch sử Hoa Quốc. Nhờ vào sự dũng cảm tiến về phía trước này đã khiến Tiêu Chính Văn trở thành đại anh hùng người người đều kính ngưỡng của Bắc Lương. Chính sự dũng cảm này đã khiến Tiêu Chính Văn trở thành đối thủ mà tất cả các tướng lĩnh của địch đều phải e sợ. Tiêu Chính Văn chậm rãi nói, hôm nay tôi không muốn ra tay giết người, nếu anh làm được ba điều kiện của tôi thì tôi có thể để anh rời khỏi tiệm Ngọc Thạch này. Đàm Tử Thạch tức giận bước lên nói, mẹ kiếp, kiêu ngạo quá đấy, anh còn tưởng mình là nhân vật nào tầm cỡ lắm sao? Tiêu Chính Văn không thèm để ý đến Đàm Tử Thạch, vẫn thờ ơ nói, thứ nhất, anh phải quỳ xuống xin lỗi vì đã sỉ nhục vợ tôi. Tiêu Chính Văn bước đến một bước, thứ hai, anh phải tự tát vào miệng mình nói xin lỗi với tất cả mọi người trong tiệm Ngọc Thạch này. Tiêu Chính Văn lại bước đến một bước nữa, thứ ba, xin lỗi ông chủ tiệm Ngọc Thạch, bồi thường hết mọi tổn thất của tiệm. Đàm Tử Thạch kinh ngạc nhìn đám vệ sĩ đằng sau, vẻ mặt rất bất lực.
thường nghe đến người ra vẻ chứ chưa từng thấy người nào ra vẻ đến vậy. Tiêu Chính Văn hỏi, anh buộc phải đồng ý. Đàm Tử Thạch giơ hai tay lên, đúng là nực cười, dù cho tôi có đồng ý, anh hỏi xem tám vệ sĩ phía sau tôi có đồng ý hay không, anh hỏi xem cây gậy trong tay tôi có đồng ý hay không. Anh thật sự nghĩ mình bản lĩnh lắm sao, có tin chỉ vài phút là tôi có thể đập chết anh không? Vệ sĩ đều phối hợp bật cười lớn, ha ha, cái thứ gì đâu vậy? Tiêu Chính Văn khẽ động đậy thân mình, nhanh như gió, mạnh như sấm chớp. Đàm Tử Thạch chỉ khẽ chớp mắt đã không thấy Tiêu Chính Văn đâu nữa, một người sống sờ sờ vậy mà có thể biến mất. Tám vệ sĩ đằng sau Đàm Tử Thạch cũng kinh ngạc không thôi, họ đều khó hiểu nhìn vị trí Tiêu Chính Văn vừa đứng. Bây giờ chỉ còn lại một khoảng trống không người. Cái quái gì vậy? Sức mạnh gì thế này? Đàm Tử Thạch không khỏi tự hỏi, nếu là mình thì có thể đạt đến bản lĩnh như Tiêu Chính Văn không? Nếu vài người có khả năng của nhà họ Đàm thì có thể được như Tiêu Chính Văn không? Nếu là người có sức mạnh đứng đầu thành phố Thượng Hỗ thì liệu có thể đạt trình độ như Tiêu Chính Văn không? Đáp án rõ ràng là không, Tiêu Chính Văn mang đến một cái kết càng hoành tráng hơn cho màn biểu diễn đỉnh cấp này. Chương 654, đánh chết hắn. Để có thể để lại trong lòng khách hàng của tiệm Ngọc Thạch hình ảnh oai phong dũng mãnh, Đàm Tử Thạch thậm chí còn tự biên tự diễn nói, ha ha ha, Tiêu Chính Văn này đúng là không tồi, kỹ năng chạy trốn đỉnh của chóp đấy. Đàm Tử Thạch còn giơ thêm ngón tay cái để phụ họa, nở nụ cười dương dương tự đắc. Tuy nhiên, những khách hàng trước mặt Đàm Tử Thạch lại rất ngạc nhiên. Ai nấy đều ngây người há hốc miệng nhìn Đàm Tử Thạch, như thể có chuyện gì đó gây sốc vừa xảy ra. Đàm Tử Thạch bị nhóm khách hàng nhìn mà hoang mang, ủa sao thế, bị khả năng diễn xuất của anh Thạch khuất phục rồi à? Ông chủ tiệm Ngọc Thạch trong nháy mắt đã nhìn ra Đàm Tử Thạch vẫn chưa nắm được tình hình, ông ta vuốt cằm, nhìn Đàm Tử Thạch một cách đầy thiện chí, tỏ ý cậu nhìn kỹ đằng sau cậu đi. Hả? Đàm Tử Thạch nghi ngờ nhìn đám vệ sĩ đứng đằng sau, lập tức bị dọa sợ đến mức nhảy dựng lên. Đám vệ sĩ khỏe như vâm bây giờ đã nằm im trên mặt đất, bất động. Hơn nữa, đứng bên cạnh đám vệ sĩ chính là Tiêu Chính Văn, người Đàm Tử Thạch vừa mới khẳng định chắc nịch là đã bỏ chạy ngay từ giây đầu tiên. Anh lặng lẽ xử lý xong tám vệ sĩ của hắn, khiến Đàm Tử Thạch tự hỏi hình như không một ai trong nhà họ Đàm có thể ra tay tới mức xuất sắc như vậy. Đàm Tử Thạch nuốt mạnh nước bọt, sững sờ nhìn Tiêu Chính Văn. Hắn vẫn chưa hoàn hồn, hiển nhiên là đã bị thân thủ của Tiêu Chính Văn dọa sợ mất hồn mất vía. Vừa rồi đám vệ sĩ đứng ngay gần phía sau hắn, lúc này đều đã ngã xuống đất, không biết còn sống hay đã chết. Tiêu Chính Văn này thực sự là một con quái vật. Anh đồng ý xin lỗi hay là chấp nhận, nằm, xuống, Tiêu Chính Văn trừng mắt nhìn Đàm Tử Thạch. Đàm Tử Thạch nhìn Tiêu Chính Văn, giọng nói không khỏi trở nên run rẩy. Tôi nói cho anh biết, nếu như anh, dám động vào tôi, Tiêu Chính Văn là người có tính khí bạo lực nên không thể nhẫn nhịn được nữa. Bốp! Tiêu Chính Văn vung tay đấm thẳng vào sống mũi của Đàm Tử Thạch. A! Đàm Tử Thạch đau đớn che sống mũi, hét lên. Đột nhiên, mũi của Đàm Tử Thạch vẹo hẳn. Ngay sau đó, hắn đã bật khóc vì quá đau. Giây tiếp theo, máu chảy ra từ sống mũi. Giây tiếp theo, máu trộn lẫn nước mắt, không rõ ngọt bùi cay đắng. Thực sự đau chết con mẹ hắn rồi. Tiêu Chính Văn chỉ tung một cú đấm, Đàm Tử Thạch đã liên tục xua tay chịu chết. Tiêu Chính Văn chậm rãi tiến lên, Đàm Tử Thạch, tôi cho anh cơ hội rồi. Bịch! Tiêu Chính Văn giơ tay lên tung một cú đấm khác, trúng thẳng bụng của Đàm Tử Thạch. A! À, Đàm Tử Thạch hét lên như một con lợn bị chọc tiết. Hắn vội vàng dùng một tay ôm bụng, cú đấm này còn đau hơn cú đấm vào sống mũi trước đó. Một cảm giác ợ chua đau đớn sộc ra cả bụng Đàm Tử Thạch ngay lập tức, hắn cảm tưởng dạ dày của mình như bị nghiền nát. Quẹ! Đàm Tử Thạch nôn nhưng không thể nôn ra được gì, một hồi chỉ có thể nôn ra một ít mật đắng. Đàm Tử Thạch ngồi phịch xuống đất, mặt mày tái mét. Tiêu Chính Văn tiến thêm một bước, đột nhiên vung nắm đấm. Vù! Cú đấm xen lẫn với tiếng xé rách không khí, nếu đấm chúng vào cơ thể, có lẽ mất luôn nửa cái mạng. A, à, tôi xin lỗi mà, tôi sai rồi. Đàm Tử Thạch sợ hãi. Hắn không dám tiếp tục ngang ngược nhận tiếp cú đấm này của Tiêu Chính Văn nữa. Hắn không dám đánh cược mạng sống của mình, cú đấm này thực sự quá khủng bố. Nắm đấm của Tiêu Chính Văn đột ngột dừng lại trước trán của Đàm Tử Thạch,
chỉ cách vài mm nữa là có thể đánh trúng đỉnh đầu của Đàm Tử Thạch. Việc Tiêu Chính Văn nổi điên lên tung cú đấm là điều dễ hiểu, nhưng trong lúc nóng giận như vậy, anh vẫn còn có thể dừng lại được cú đấm đó mới là khó. Hiển nhiên cú đấm này Tiêu Chính Văn chưa dùng hết lực. Đối với một người thường, dường như anh còn không dùng đến 1/10 sức mạnh. Thấy Đàm Tử Thạch huy phong ngông cuồng, ngay giây sau đã bị Tiêu Chính Văn đánh cho ngã quỳ xuống đất, cầu xin tha mạng, mọi người trong tiệm Ngọc Thạch đều nhướng mày, trong lòng không khỏi cảm thấy thỏa mãn. Đúng đấy, đánh mạnh vào. Chuẩn, đánh chết luôn đi, đừng nương tay với loại người này. Đúng vậy, phải đánh cho đến bố mẹ anh ta cũng không nhận ra. Không chỉ khách hàng của tiệm Ngọc Thạch cảm thấy thỏa thê. Ngay cả ông chủ tiệm Ngọc Thạch cũng cảm giác như có một dòng chảy ấm nóng lướt trong người, thực sự quá vừa ý. Đáng lẽ ra phải đánh hắn như thế, đánh đến mức phải khóc lóc gọi bố kêu mẹ, đánh cho hắn phải nghi ngờ cuộc đời. Đàm Tử Thạch quỳ trên mặt đất, nước mũi chảy lem luốc, lẩm bẩm, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Xin đại ca tha cho tôi lần này. Tiêu Chính Văn chỉ vào nhóm khách hàng đứng sau Đàm Tử Thạch, ra hiệu hắn còn nợ họ lời xin lỗi, liệu hồn mà xin lỗi đàng hoàng. Đàm Tử Thạch quỳ trên mặt đất, là thiếu gia của nhà họ Đàm ở Thượng Hỗ, thân phận cao quý khiến hắn không cách nào quỳ xuống trước một đám người tầm thường. Đầu hắn như bị đóng đinh, bất động. Đúng lúc này, một nhóm người không mời mà đến trước cửa tiệm Ngọc Thạch. Người thì cầm súng, người thì cầm dùi cui điện, khệnh khạng xông thẳng vào tiệm Ngọc Thạch. Tiêu Chính Văn nhìn chằm chằm đám người, có vẻ như họ không có ý tốt gì. Vừa bước vào cửa, họ đã nhìn thấy 8 vệ sĩ nằm trên mặt đất, lập tức rút súng ngắn và dùi cui điện, hét lên, chuyện gì thế này? Là ai làm? Ông chủ tiệm Ngọc Thạch vội vàng chào hỏi, tươi cười nói, ồ, đây không phải là anh Ngưu Tam, đội trưởng đội bảo vệ tuần tra phố Ngọc Thạch đấy sao? Ngưu Tam không cất súng, lớn tiếng quát, chuyện này là sao? Đừng có mà cười cười với tôi, nghe chưa? Nói mau, rốt cuộc thì chuyện ở tiệm Ngọc Thạch của ông hôm nay là thế nào đây? Ông chủ tiệm Ngọc Thạch cười nói, hai, chẳng phải là có một nhóm cướp hung hãn kéo đến tiệm tôi sao? Bọn chúng đập phá hết cửa tiệm của tôi đây này. Anh Tiêu Chính Văn này đã ra tay giúp tôi dạy cho chúng một bài học. Tiêu Chính Văn không nói mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Anh có linh tính rằng Ngưu Tam này dường như không phải là một người chính nghĩa gì cả, chỉ mong hắn không bao che tội phạm là được. Ồ, hóa ra là vậy, ông nói như thế là tôi hiểu mà. Ngưu Tam cất súng đi. Sau đó, hắn chỉ vào Đàm Tử Thạch đang quỳ trên mặt đất, hét lên, người đâu, chốc nữa đưa hắn đến đồn cảnh sát điều tra kỹ lưỡng. Tôi muốn xem kẻ nào dám phạm tội trong khu vực quản lý của tôi. Táo tợn thật đấy, Ngưu Tam ra vẻ trừng trị cái ác, đề cao cái thiện. Tiêu Chính Văn khoanh tay trước ngực, còn chưa bắt được người, vụ án vẫn chưa được thẩm tra, mà đã nhanh chóng tuyên bố thành tích vĩ đại của mình rồi. Ông chủ tiệm Ngọc Thạch rất phối hợp giơ ngón tay cái lên, gương mặt lộ ra vẻ kính nể. Xem ra, Ngưu Tam này có lẽ là người đứng đầu phố Ngọc Thạch, là một bá chủ lớn mạnh khiến các chủ cửa tiệm ở phố Ngọc Thạch phải nịnh nọt. Ngưu Tam chỉ vào Tiêu Chính Văn, đồng chí dũng sĩ dám làm việc nghĩa này, đội trưởng tôi đã ghi công lao của anh, tiếp tục phát huy nhé. Ngưu Tam khen ngợi anh với lời lẽ của một cấp trên, qua loa cho xong chuyện. Chương 655, vu khống ngược lại. Hừ, Tiêu Chính Văn cười lạnh lùng. Ngưu Tam này quả nhiên đang ngấm ngầm mưu tính, chỉ khen ngợi một câu đơn giản cho xong chuyện đây mà. Không phải Tiêu Chính Văn thèm gì một câu khen ngợi, mà là ở Hoa Quốc sẽ công khai khen ngợi những người đã có hành động dũng cảm vì chính nghĩa. Ngưu Tam này chắc là muốn một mình lập công, dù sao chiếc bánh cũng chỉ có như vậy, một người ăn sẽ thoải mái hơn hai người ăn. Cảnh vệ dựng Đàm Tử Thạch từ trên mặt đất lên, vội vàng nói, đây không phải là anh Thạch, thiếu gia của nhà họ Đàm sao? Ngưu Tam cũng nhìn từ xa, trong lòng lập tức lạnh đi. Đây là thiếu gia của nhà họ Đàm ở Thượng Hỗ đấy. Nếu khu vực quản lý của tôi xảy ra chuyện gì, hắn thấy hắn không làm nổi chức đội trưởng đội tuần tra nữa. Nhanh, nhanh, mau cởi trói cho thiếu gia Đàm. Ngưu Tam hét lên. Cảnh vệ vội vàng dùng cả tay và chân đỡ Đàm Tử Thạch lên, chờ lệnh. Vừa thấy vậy, ông chủ tiệm Ngọc Thạch liền vội vàng bước tới hỏi, đội trưởng Tam, tên này đập phá cửa tiệm tôi, anh phải làm chủ cho tôi đấy. Hiển nhiên ông chủ tiệm Ngọc Thạch không biết sự dã man của việc cán bộ và thương nhân cấu kết bảo vệ nhau, Ngưu Tam chỉ là một tên bảo vệ nhỏ của phố Ngọc Thạch,
chắc chắn hắn không dám đắc tội với thiếu gia nhà họ Đàm. Chỉ một câu nói của nhà họ Đàm, chén cơm manh áo của hắn có thể sẽ tan tành mây khói. Khóe miệng Đàm Tử Thạch nhếch lên, cười lạnh lùng, trời không diệt tao mà. Không ngờ con phố Ngọc Thạch nhỏ nhoi lại khiến hắn rơi vào tình thế đảo ngược. Và lại, hắn còn nhanh chóng trở lại một lần nữa, cuộc đời ấy mà, lúc nào cũng thăng trầm như vậy. Đàm Tử Thạch giống lên, tôi đập tiệm lúc nào thế hả? Đừng nói nhảm. Ông chủ tiệm Ngọc Thạch ngơ người, cái tên này chưa chẽn quá thể. Ông chủ tiệm Ngọc Thạch chỉ vào mảnh kính vỡ, hét lớn, anh đánh vỡ đây này, khách khứa đang có mặt đều có thể làm chứng. Ngưu Tam cắt ngang lời ông chủ, theo tôi thấy thì ông đang vu oan cho thiếu gia Đàm đấy. Sao nào, một cửa tiệm nhỏ nhoi của ông tưởng là thiếu gia Đàm không mua nổi à? Ông chủ tiệm Ngọc Thạch nhặt những viên ngọc vỡ trên mặt đất, tổn thất lớn này đối với một gia đình nhỏ là tai họa cực lớn. Ông chủ tiệm Ngọc Thạch cầm những mảnh vỡ trên tay, cất giọng nói khàn khàn bất lực với khách hàng trong tiệm Ngọc Thạch, mọi người đều chứng kiến tên thiếu gia Đàm này đập phá mà. Mau đứng ra làm chứng cho tôi với. Khách hàng trong tiệm Ngọc Thạch đều giữ im lặng, thậm chí có người còn đứng dậy rời đi, không muốn nhúng tay vào chuyện phức tạp này. Bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể nhận ra Ngưu Tam này đang cố gắng lấy lòng Đàm Tử Thạch, thiên vị hắn ta ra mặt. Đàm Tử Thạch là thiếu gia nhà họ Đàm, địa vị không thấp, bây giờ lại nhận được sự giúp đỡ của đội trưởng đội bảo vệ tuần tra phố Ngọc Thạch, đây chắc chắn là một vụ thua trắng trợn. Ôi! Chủ tiệm Ngọc Thạch khẽ thở dài, cúi đầu đầy tuyệt vọng. Tiêu Chính Văn từ bên cạnh bước lên, nếu tôi làm chứng Ngọc Thạch này đúng là do Đàm Tử Thạch đánh vỡ thì sao? Tôi muốn xem, đội trưởng đội bảo vệ tuần tra phố Ngọc Thạch sẽ giải quyết vụ việc này như thế nào? Câu nói này của Tiêu Chính Văn một lần nữa khơi dậy tia hy vọng trong ông chủ tiệm Ngọc Thạch, ông ta khẽ ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt biết ơn. Ánh nhìn hung tợn chợt lóe lên trong mắt Đàm Tử Thạch. Hắn cúi đầu nói một tiếng với Ngưu Tam, khiến toàn thân Ngưu Tam lập tức tràn đầy khí lực. Giải quyết được tên Tiêu Chính Văn này, anh sẽ là khách quý của nhà họ Đàm tôi. Thành phố Thượng Hỗ tùy ý sắp xếp cho anh chức cảnh vệ trưởng chắc chắn không thành vấn đề. Đàm Tử Thạch đưa ra một điều kiện mà Ngưu Tam sẽ không bao giờ từ chối. Ngưu Tam nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, trong mắt lóe lên một tia tham lam, thằng nhãi, đi gặp Diêm Vương thì đừng có mà cáo trạng tao đấy. Có trách thì trách mày chọc phải người không nên chọc vào. Tiêu Chính Văn dựa vào bức tường vôi trắng, khinh thường nhìn Ngưu Tam, tôi muốn xem một đội trưởng đội bảo vệ tuần tra rốt cuộc có thể gây ra sóng gió gì. Ngưu Tam bước đến bên cạnh ông chủ tiệm Ngọc Thạch, nói, ông chủ, ông đừng có đứng sai đội đấy. Từ nay về sau Ngưu Tam tôi chắc chắn sẽ lo cho việc kinh doanh của ông ở phố Ngọc Thạch. Bây giờ ông nghĩ kỹ đi, rốt cuộc là ai đập phá cửa tiệm của ông. Nghĩ cho kỹ vào đấy. Ngưu Tam liếc nhìn Tiêu Chính Văn. Ông chủ tiệm Ngọc Thạch lập tức hiểu được ý đồ của Ngưu Tam, hắn định xử lý Tiêu Chính Văn đây mà. Ông chủ rơi vào trầm ngâm và bối rối. Tiêu Chính Văn nhìn chằm chằm vào ông chủ tiệm Ngọc Thạch, thật ra chuyện đến nước này, anh cũng muốn biết sự lựa chọn của ông chủ tiệm Ngọc Thạch. Ông chủ tiệm Ngọc Thạch nhắm mắt thỏa hiệp nói, là anh ta đập phá cửa tiệm của tôi. Hướng ngón tay ông chủ tiệm Ngọc Thạch chỉ chính là Tiêu Chính Văn. Ngưu Tam và Đàm Tử Thạch nhìn nhau mỉm cười, chẳng phải là họ đã dễ dàng nắm chắc được ông chủ tiệm Ngọc Thạch nhỏ nhoi này sao? Tiêu Chính Văn lắc đầu, có lẽ cuộc sống của một số người đau thương như vậy, cả đời họ chỉ có thể sống rụt rè. Nhưng chỉ cần ông chủ tiệm Ngọc Thạch cương quyết hơn nữa, Tiêu Chính Văn nhất định sẽ đòi lại công bằng cho tiệm Ngọc Thạch. Tuy nhiên, sự lựa chọn này của ông chủ khiến anh cảm thấy những gì mình làm thực sự vô ích. Ngưu Tam cầm súng chậm rãi đi về phía Tiêu Chính Văn, tao nên gọi mày là dũng sĩ hay là tên cướp tiệm Ngọc Thạch nhỉ? Ngưu Tam nở một nụ cười gian xảo, dưới sự chỉ dẫn của hắn, một nhóm 10 tên cảnh vệ chậm rãi bao vây Tiêu Chính Văn. Không biết Khương Vi Nhan chen vào từ phía sau đám đông từ lúc nào, cô đứng trước mặt Tiêu Chính Văn, gào lên, không phải vậy đâu, Đàm Tử Thạch mới là tên cướp thật. Các người không thể vu khống người ta như thế được, chồng tôi mới là dũng sĩ dám làm việc nghĩa. Đôi mắt thèm thuồng của Đàm Tử Thạch quét qua quét lại trên người Khương Vi Nhan, hắn phải thừa nhận rằng Khương Vi Nhan thích ngực thì có ngực, thích da rẻ thì có da rẻ. Đôi mắt to của Khương Vi Nhan tựa như những ngôi sao biết nói, mà lọn tóc ẩn hiện của cô cũng thật sự mê người. Cô thực sự là một người đẹp hiếm có.
Đàm Tử Thạch càng nghĩ càng muốn đè người đẹp này dưới thân, hắn bỗng liếm lưỡi của mình một cách vô thức. Khương Vi Nhan hét lên với ông chủ tiệm Ngọc Thạch, ông chủ, chồng tôi vẫn luôn giúp đỡ ông. Ông đừng có mà dậu đổ bìm leo. Ông chủ tiệm Ngọc Thạch cúi đầu quát, tôi cũng đâu còn cách nào khác. Cô gái, hai người đã đắc tội với thiếu gia Đàm và anh Tam rồi, hai người ngoan ngoãn nhận đi. Biết đâu thiếu gia Đàm vui vẻ sẽ tha cho hai người. Ông chủ tiệm Ngọc Thạch thở dài, hoàn toàn thỏa hiệp. Từ xưa đến nay, dân chúng không chống lại quan lại, chưa kể giờ đây cán bộ còn cấu kết với doanh nhân. Ngưu Tam lạnh lùng nói, thật nực cười, cô gái, cô vẫn còn quá trẻ giấy. Ở phố Ngọc Thạch này, tôi chính là ông trời. Ngưu Tam cầm súng trên tay chĩa thẳng vào ông chủ tiệm Ngọc Thạch. Ông chủ tiệm Ngọc Thạch giật mình, vội vàng quỳ xuống đất van xin, anh Tam, tôi đã làm theo lời anh nói rồi mà, anh tha cho tôi đi. Chương 656, đếm ngược 10 giây. Ngưu Tam cúi đầu nói với ông chủ tiệm Ngọc Thạch, ông chủ, dạo này tôi bị hoa mắt, nhìn đồ vật này cứ như một món đồ chơi ấy. Ông nói đi xem nào, đây là súng hay là đồ chơi nhỉ? Cạch. Ngưu Tam vừa nạp đạn vừa nói. À, ông chủ tiệm Ngọc Thạch cúi đầu, không nhìn rõ vẻ mặt, là đồ chơi, là đồ chơi. Anh Tam, anh đâu có hoa mắt, ha ha ha. Ngưu Tam vả mạnh vào mặt ông chủ tiệm Ngọc Thạch vài cái, giơ súng lên cười, có thấy không? Có thấy không, mẹ nó chứ đây là đồ chơi. Hắn giơ ngón tay làm hình súng cứ như là oai lắm ấy. Đàm Tử Thạch không quan tâm đến việc Ngưu Tam ra oai như thế nào, hắn chỉ quan tâm đến người đẹp trước mặt, cô Khương, nếu cô thật sự yêu thằng chồng nhỏ bé của mình, tốt hơn hết là ở bên cạnh tôi một đêm, chăm sóc hầu hạ tôi thật tốt, nói không chừng tôi sẽ cân nhắc xem có nên tha cho thằng ăn bám đó không. Tiêu Chính Văn ôm Khương Vi Nhan vào lòng, ánh mắt anh chợt trở nên hung tợn, nhớ lấy, cô ấy là người phụ nữ của Tiêu Chính Văn tôi. Đừng nói là anh, cho dù cả nhà họ Đàm anh tới đây, cũng phải bỏ về thôi. Đàm Tử Thạch hơi lùi về phía sau, hắn quả thực bị Tiêu Chính Văn làm cho hoảng sợ. Tiêu Chính Văn nói với đám cảnh vệ đang cầm súng, các anh là cảnh vệ canh giữ phố Ngọc Thạch, chứ không phải bọn cướp tiếp tay cho kẻ bất lương. Tôi nhắc nhở các anh lần cuối, bỏ súng xuống. Ngưu Tam lập tức cười phá lên, ha ha ha, mày cho rằng mày là ai, tổng tư lệnh sở chỉ huy quân đội Tu Hà sao? Đám cảnh vệ có mặt đều bật cười, thằng nhãi này thế mà bắt bọn họ giao súng. E là đầu hắn bị cửa đập rồi ấy, đến bây giờ vẫn còn mơ hồ. Chắc não uống nước ấy, dám ngông cuồng như thế. Chắc là mày vẫn chưa nắm rõ được tình hình nhỉ. Bây giờ bọn tao đã bao vây mày rồi, mày có mọc cánh cũng không thoát được đâu. Quỳ xuống xin tha đi. Biết đâu ông đây thấy vui, cho mày chết nhanh một chút. Kiếp sau chọn nơi đầu thai tốt một tí nhé. Kiếp này chắc không có cơ hội trở mình đâu. Đám cảnh vệ đều chế giễu Tiêu Chính Văn. Lý do chỉ có thể là họ nghĩ rằng Tiêu Chính Văn đã đắc tội thiếu gia Đàm của nhà họ Đàm, đồng nghĩa với việc biến thành một con cá ươn không thể trở mình được nữa. Biết đâu thiếu gia Đàm sẽ cho họ trực tiếp giết Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn lắc đầu, nói với Ngưu Tam, toàn bộ hành vi của mày ngày hôm nay chính là đùa với lửa đấy, mày đừng có mà hối hận. Ngưu Tam đáp, đi thôi, có gì muốn nói thì đến đồn cảnh sát bọn tao mà nói. Nói không chừng vẫn còn có cơ hội nói lời cuối cùng. Ngưu Tam cười cười, xem ra tên hề Tiêu Chính Văn này sắp bị hắn chơi chết rồi. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, chắc mày biết Tống Hậu Lượng ở Tu Hà nhỉ? Ngưu Tam bật cười, sao, Tổng Tư lệnh Tổng Cục Chấp Pháp Tu Hà á? Mày định nói mày có quen biết anh ta chứ gì? Loại như mày e là còn chẳng xứng để nhấc giày cho anh ta ấy chứ, lại còn vọng tưởng được Tổng Tư lệnh Tống tới cứu. Ha ha ha, đám cảnh vệ xung quanh cũng ổ lên cười, Tiêu Chính Văn này đúng là đầu có đạn. Tiêu Chính Văn nói, tao sợ là mày không dám gặp anh ta. Ngưu Tam cười đùa, sao, mày thật sự coi bản thân mình là nhân vật máu mặt à? Nếu mày thực sự có thể gọi Tổng Tư lệnh Tống tới đây, tao đích thân quỳ xuống liếm giày cho mày. Ngay khi Ngưu Tam vừa dứt lời, hắn lập tức cười lớn. Tiêu Chính Văn đã lấy điện thoại di động ra, gọi cho Tống Hậu Lượng. Alo, Tống Hậu Lượng. Chủ soái, anh có chuyện gì muốn dặn dò sao? Tống Hậu Lượng đang họp, nhưng lúc này lại vô cùng cung kính. Đến phố Ngọc Thạch một chuyến đi, có mấy thằng nhảm nhí đang tranh cãi đòi gặp anh đấy, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói.
có phải là người dưới trướng tôi khiến chủ soái tức giận rồi không? Tôi lập tức cho bọn họ cuốn gói cút đi. Tống Hậu Lượng hoảng sợ, vội vàng nói. Cho anh 2 phút, tự mình tính toán xem thế nào. Nếu 2 phút còn chưa tới, tôi tự ra tay. Tiêu Chính Văn lạnh giọng, nói. Sau đó, anh cúp máy, nhìn Ngưu Tam với ánh mắt thờ ơ. Ngưu Tam cười to nói, thằng nhãi này giả bộ cũng đỉnh đấy, biết đâu là một diễn viên kịch nhỉ. Ha ha ha. Lời nói của Ngưu Tam khiến đám cảnh vệ bên cạnh hắn cười nghiêng ngả. Gương mặt Tiêu Chính Văn chợt lóe lên vẻ hung tợn, hy vọng khi Tống Hậu Lượng đến, mày vẫn có thể cười được. Khương Vi Nhan kéo cánh tay của Tiêu Chính Văn, gương mặt cô vẫn hiện lên vẻ lo lắng như cũ. Tiêu Chính Văn nắm tay Khương Vi Nhan, ánh nhìn chắc nịch, vợ, tin anh. Đàm Tử Tạch đứng một bên nhìn Tiêu Chính Văn dương dương tự đắc, trong lòng hắn chợt có cảm giác không lành. Hắn vội vàng thúc giục, đội trưởng Ngưu, anh mau bắt tên Tiêu Chính Văn đi càng sớm càng tốt. Tránh việc đêm dài lắm mộng, nếu Tiêu Chính Văn thật sự nắm giữ con át chủ bài thì sao? Ngưu Tam lại ra vẻ huênh hoang trước mặt Đàm Tử Thạch, thiếu gia Đàm, anh yên tâm 100% đi. Ở phố Ngọc Thạch nhỏ nhoi này, Ngưu Tam tôi nói một, không ai dám nói hai. Đàm Tử Thạch vẫn cảm thấy có chút bất an trong lòng. Tuy rằng hắn không tin một thằng ở rể bé nhỏ có thể gọi Tổng Tư lệnh Tổng cục chấp pháp tới, nhưng hắn luôn cảm thấy Tiêu Chính Văn dường như đang che giấu một con át chủ bài nào đó. Mà con át chủ bài này rất có thể sẽ khiến hắn và Ngưu Tam bước vào vực thẳm vạn kiếp bất phục. Sắp hết 2 phút, Ngưu Tam cố ý nhìn ra bên ngoài tiệm Ngọc Thạch, quả nhiên không có một chút bóng dáng nào của Tổng Tư lệnh Tống. Này, mày là cái thá gì? Lòi đuôi rồi đúng chưa? Mày không nói mày quen biết Tổng Tư lệnh Tống thì mày đâu có mất mặt, dù sao tao cũng chỉ mới được gặp anh ta từ xa một lần thôi. Đám cảnh vệ bên cạnh bắt đầu tâng bốc. Đội trưởng, anh thật sự rất đỉnh đấy. Dù sao thì đối với chúng ta, Tổng Tư lệnh Tống là một nhân vật máu mặt ở Tu Hà đó. Đúng vậy, không ngờ đội trưởng đã từng gặp Tổng Tư lệnh Tống. Đội trưởng, nếu được thăng cấp, anh đừng quên anh em chúng ta đã từng sát cánh bên nhau đấy nhé. Đúng đấy, anh Ngưu, anh em chúng ta đã thân nhau nhiều năm như vậy. Nếu anh trở thành người có tiếng bên cạnh Tổng Tư lệnh Tống, anh nhất định phải hỗ trợ nhiều hơn cho anh em đấy. Ngưu Tam đắm chìm trong những lời khen này, không biết xấu hổ mà đáp lại, các anh em yên tâm, sau khi thăng chức, tôi nhất định sẽ tích cực đề bạt các anh trước mặt Tổng Tư lệnh Tống. Hừ, Tiêu Chính Văn hừ một tiếng đầy lạnh lùng, mưa giữa ban ngày như vậy thì để đến kiếp sau tiếp tục mưa đi. Còn 10 giây cuối cùng cho chúng mày đấy. Ngưu Tam vô cùng tức giận, ra hiệu anh em chuẩn bị bắt giữ Tiêu Chính Văn. Nhưng Tiêu Chính Văn lại nhìn thời gian, lạnh lùng nói, 10, 9, 8. Ngưu Tam tây cười một cách hung tợn, nói, mày lại còn đếm ngược, sợ là không biết mình còn sống được bao lâu chứ gì. Tự tính xem mình còn lại bao nhiêu giây đi. Gương mặt Tiêu Chính Văn trở nên hung dữ, Tổng Tư lệnh Tống còn chưa tới. 2 phút chỉ còn lại mấy giây cuối cùng, tao đang đếm thầm cho tính mạng của chúng mày đấy. 3. Chúng mày chỉ còn 3 giây cuối cùng. Đám người Ngưu Tam đột nhiên run lên, tự dưng cảm thấy hoang mang không thể giải thích được. Danh con, mẹ mày chứ, mày đang tìm đường chết đấy. Ngưu Tam tức giận nói. 2. Chúng mày còn 2 giây nữa, mau tranh thủ hít thở bầu không khí trong lành của nhân gian đi. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Mẹ, mày đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Các anh em, chào hỏi anh ta cho tôi. Ngưu Tam hét lên một tiếng, hắn vung tay xông về phía Tiêu Chính Văn. 1. Tiêu Chính Văn hét lên. Sau khi đếm xong, Tiêu Chính Văn bước tới, khí thế trên người đột nhiên bộc phát. Đồng thời, anh lạnh lùng liếc nhìn tất cả mọi người một cái, lạnh lùng nói, rất xin lỗi, chúng mày cút xuống địa ngục đi. Chương 657, nhà họ Đàm tức giận. Khí tức trên người Tiêu Chính Văn lập tức thay đổi, cả cơ thể anh bừng lên sát khí mãnh liệt, ánh mắt nhìn Ngưu Tam tràn đầy khinh thường. Trước sát khí ngút trời của Tiêu Chính Văn, Ngưu Tam không khỏi rùng mình một cái. Tuy nhiên, Đàm Tử Thạch lúc này đang ở phía sau quan sát, nếu như Ngưu Tam chùn bước, nhất định sẽ không nhận được sự hậu đãi của nhà họ Đàm. Thiếu gia nhà họ Đàm ở Thượng Hỗ, một binh lính xuất ngũ với một số kỹ năng. Cho dù Tiêu Chính Văn có giỏi cỡ nào, Ngưu Tam cảm thấy dựa vào ưu thế người đông của mình cũng có thể đánh bại được thằng ở rể có chút bản lĩnh này. Mẹ kiếp,
một thằng ở rể thấp hèn mà muốn hô mưa gọi gió gì ở đây. Các anh em, đánh chết hắn cho tôi, tối nay chúng ta sẽ uống rượu ăn mừng. Ngưu Tam không dám đánh với Tiêu Chính Văn, vì vậy liền dục các anh em của mình lên thăm dò trước. Đám thuộc hạ này siết chặt dùi cui điện trong tay và lao về phía Tiêu Chính Văn. Muốn chết thì tao sẽ toại nguyện cho chúng mày. Tiêu Chính Văn cũng lao thẳng về phía bọn chúng. Bụp bụp bụp. Tiêu Chính Văn vung tay cho mỗi tên một cú đấm. Ba tên đàn em của Ngưu Tam ngã sóng xoài xuống đất trong nháy mắt. Tiêu Chính Văn tung một cú đá, lại có thêm mấy tên ngã xuống. Bằng. Ngưu Tam nhân lúc Tiêu Chính Văn đang đánh nhau, bóp cò súng trên tay, nhắm thẳng vào đầu Tiêu Chính Văn. Cơ thể Tiêu Chính Văn linh hoạt, lập tức né được viên đạn trong chốc lát, sau đó lao nhanh về phía Ngưu Tam, giáng cho hắn một đòn đau đớn. Chỉ trong phút chốc, tất cả đám người Ngưu Tam đều đã ngã xuống đất. Ngưu Tam bị đánh đến mức không còn sức lực đánh trả, nằm rạp trên đất, cố gắng cầu xin, đại ca, tôi sai rồi, tôi có mắt mà không thấy thái dương, cầu xin anh tha cho tôi lần này. Tiêu Chính Văn đạp chân lên bụng Ngưu Tam, dùng lực ấn mạnh xuống, chó tuyệt đối đừng theo nhầm chủ. Á! Ngưu Tam đau đớn hét lên. Đúng lúc này, Tống Hậu Lượng chạy vào từ bên ngoài tiệm Ngọc Thạch vào, anh ta còn dắt theo hơn 100 lính tuần tra. Tống Hậu Lượng nhìn lướt qua một lượt, đám lính tuần tra lại cầm roi điện nhắm vào Tiêu Chính Văn định ra tay, phía sau anh ta dâng lên một luồng khí lạnh toát. Có kẻ muốn chết, lại dám tấn công chủ soái Bắc Lương. Tống Hậu Lượng hét lớn, còng tay tất cả lại cho tôi. Ngay lập tức, 100 lính tuần tra được trang bị súng đã bắt giữ 10 tên cảnh vệ bao gồm cả Ngưu Tam. Tống Hậu Lượng vội vàng xin lỗi Tiêu Chính Văn, cười nói, anh Tiêu, thuộc hạ tới muộn rồi, tôi đã bắt hết mấy tên này lại, anh còn việc gì dặn dò không, tôi nhất định sẽ làm theo. Tiêu Chính Văn lạnh lùng đáp một câu, anh biết nên làm thế nào rồi đấy. Tống Hậu Lượng gật đầu nói, thuộc hạ đã rõ. Ngưu Tam đã từng gặp Tống Hậu Lượng, đương nhiên hắn nhận ra người đang khom lưng cúi mình trước Tiêu Chính Văn chính là Tổng Tư lệnh của Tổng cục Thanh tra Tu Hà. Ngay lập tức, Ngưu Tam thất thần ngã phịch xuống đất. Xong rồi, lần này xong thật rồi. Tiêu Chính Văn này thật sự chỉ là một thằng ở rể bình thường thôi sao? Lại có thể khiến cục trưởng của Tổng cục Chấp pháp Tu Hà khom lưng cúi người như vậy. Đàm Tử Thạch thấy cục trưởng của Tổng cục Chấp pháp Tu Hà tới nhưng ánh mắt không hề thay đổi. Tổng Tư lệnh Tống, tôi là thiếu gia của nhà họ Đàm ở Thượng Hỗ, anh muốn bắt tôi thì phải suy nghĩ cho thật kỹ đấy. Gia chủ nhà họ Đàm chính là Tổng Tư lệnh của Tổng cục Chấp pháp Thượng Hỗ. Sắc mặt Tống Hậu Lượng không chút thay đổi, nói cậu Đàm nói hay lắm, con trai của Tổng Tư lệnh cục Chấp pháp Thượng Hỗ mà lại dám phạm pháp, tội càng thêm nặng. Đàm Tử Thạch hét lên, các người nhất định sẽ phải hối hận. Tôi sẽ không tha cho các người, đợi nhà họ Đàm chúng tôi báo thù đi. Tống Hậu Lượng hét lớn, dẫn đi. Từ từ đã, Tiêu Chính Văn nói một câu khiến Tống Hậu Lượng dừng bước chân. Tống Hậu Lượng cung kính nói, sao vậy, anh Tiêu còn gì muốn dặn dò à? Tiêu Chính Văn trả lời, gửi thư cho nhà họ Đàm, bảo bọn họ đến Tổng cục Chấp pháp Tu Hà bảo lãnh người, nếu trong 3 ngày không tới, thì chuẩn bị nhận xác của Đàm Tử Thạch đi. Tống Hậu Lượng gật đầu lia lịa, lập tức sắp xếp người gửi thư. Những bức ảnh Tống Hậu Lượng bắt một đám người trên phố Ngọc Thạch lập tức lan truyền trên mạng một cách chóng mặt. Dựa vào ảnh hưởng của Internet, vụ bắt giữ đám người Đàm Tử Thạch lập tức lan truyền khắp Tu Hà và cũng nhanh chóng lan tới phía Thượng Hỗ. Đại sảnh của nhà họ Đàm ở Thượng Hỗ. Đàm Tử Thạch bị bắt ở phố Ngọc Thạch rồi, mọi người đã biết chưa? Đàm Lệnh Hồ nhấp một ngụm trà rồi hỏi. Quản gia của nhà họ Đàm, Tống Chu Hâm trả lời, gia chủ. Các anh em của tôi ở bên Tu Hà vừa mới báo tin tức này. Đàm Lệnh Hồ đập tách trà trong tay vào mặt Tống Chu Hâm. Bụp! Trên mặt Tống Chu Hâm đã xuất hiện vết máu. Đàm Lệnh Hồ tức giận quát lớn, các người nói xem các người làm ăn kiểu gì vậy. Thiếu gia nhà họ Đàm bị bắt mà bây giờ các người mới biết, tôi nuôi các người để làm cảnh à. Bây giờ tên Tống Hậu Lượng đó đã gửi thư thách thức đến tận cửa nhà chúng ta rồi. Đàm Lệnh Hồ đập lá thư của Tống Hậu Lượng lên mặt Tống Chu Hâm, tự mình xem đi. Tống Chu Hâm cầm lấy lá thư, sau đó mở tra xem, trong đó có vài chữ lớn trong vòng 3 ngày, đến Tổng cục Chấp pháp chuộc người, nếu không thì hẹn gặp các người ở lò hỏa thiêu. Đàm Lệnh Hồ tức giận nói, có phải thông báo cho tôi đến bảo lãnh người đâu mà rõ ràng là tát mạnh một cái vào mặt nhà họ Đàm tôi đây.
Tống Chu Hâm trả lời, theo tin tức phía bên Tu Hà của chúng ta, là một thằng nhãi tên Tiêu Chính Văn đã đánh thiếu gia, sau đó bảo Tống Hậu Lượng dẫn theo người đến bắt thiếu gia. Đàm Lệnh Hồ thấy khó xử, cau mày hỏi, Tiêu Chính Văn. Hắn có quyền lực gì mà có thể điều động người của Tổng cục chấp pháp làm việc cho mình? Nói không chừng là nhân vật lớn nào cũng nên, ông lập tức thông báo cho các anh em bên Tu Hà, điều tra kỹ lưỡng thân phận của tên này cho tôi. Tống Chu Hâm vội vàng đáp, bên đó đã điều tra rồi, Tiêu Chính Văn đó chẳng qua chỉ là một tên lính xuất ngũ, bây giờ là thằng ở rể nhà họ Khương. Bộp! Lúc này, một gã đàn ông thô bạo xông vào cửa. Đàm Bát Diệu có cơ thể săn chắc, gân gốt cứng cáp, vừa nhìn là biết người tập võ. Đàm Lệnh Hồ hỏi, em trai, sao tự nhiên đến đây? Đàm Bát Diệu là nhị đương gia của nhà họ Đàm, cũng là người dẫn đầu của Tổng cận vệ Thượng Hỗ, đồng thời cũng là một quân vương huyền cấp 2 sao. Đàm Bát Diệu vuốt thẳng tay áo, nói anh, vừa nãy em vào nhà liền nghe thấy tin cháu trai em bị người của Tu Hà giam giữ rồi. Anh để em đi đi, em nhất định sẽ đưa Tử Thạch bình an quay về, cái tên Tiêu Chính Văn và Tống Hậu Lượng đó, em nhất định sẽ cho bọn chúng biết thế nào là lễ độ. Đàm Lệnh Hồ gật đầu nói, nếu đã như vậy thì em trai chịu khó đi một chuyến, đưa thằng con trai vô dụng của anh bình an quay về. Tống Chu Hâm vội vàng nói, nhị gia, tôi sẽ bảo các anh em bên Tu Hà đi đón ông. Đàm Bát Diệu hung hăng nói với người bên Tu Hà, một ngày sau tôi sẽ tới đó, trong vòng một ngày, tôi muốn nhìn thấy đầu của Tiêu Chính Văn đặt trước mặt tôi. Tống Chu Hâm cúi đầu nói, vâng. Ông hai, tôi sẽ truyền lệnh của ông. Đàm Bát Diệu lẩm bẩm, tao nhất định phải cho đám người Tu Hà chúng mày biết, đắc tội với nhà họ Đàm tao thì sẽ có kết cục như thế nào. Chương 658, vừa trắng vừa dài. Lúc này, ở Tổng cục Thanh tra Tu Hà. Sau khi Tiêu Chính Văn cử người đưa Khương Vi Nhan về, anh theo Tống Hậu Lượng đến thẳng văn phòng Tổng Tư lệnh của Tổng cục Thanh tra Tu Hà. Lúc này, anh ngồi ở vị trí Tổng Tư lệnh. Còn Tống Hậu Lượng đứng bên cạnh, cung kính hỏi, chủ soái, vừa có tin tức của nhà họ Đàm. Tiêu Chính Văn cau mày, cười hỏi, nhà họ Đàm nói thế nào? Ông hai của nhà họ Đàm, cũng là người dẫn đầu của Tổng cảnh vệ Thượng Hỗ, Đàm Bát Diệu, trong vòng một ngày sẽ tới Tu Hà. Tuy nhiên, đối phương ra một yêu cầu, Tống Hậu Lượng nói, trong lòng có chút hoảng loạn. Yêu cầu gì? Tiêu Chính Văn hỏi. Tống Hậu Lượng lắp bắp, Đàm Bát Diệu nói. Muốn chúng tôi dâng đầu của anh, nói xong câu này, Tống Hậu Lượng cảm nhận được một cách rõ ràng nhiệt độ trong văn phòng đột nhiên giảm xuống mức đóng băng. Tiêu Chính Văn đang ngồi ở vị trí Tổng Tư lệnh trước mặt anh ta đang cau mày, toàn thân nổi lên luồng sát khí mãnh liệt. Anh cười nói, nhà họ Đàm được lắm, ngông cuồng như vậy, xem ra, Thượng Hỗ này cũng không quang minh chính đại như chúng ta nghĩ, nếu bọn chúng đã dám tới thì chúng ta cũng chuẩn bị một chút. Tống Hậu Lượng nghe thấy vậy. Vội vàng hỏi, chủ soái, anh định làm như thế nào? Tiêu Chính Văn liếc nhìn Tống Hậu Lượng, cười nói, rất đơn giản, nếu nhà họ Đàm chỉ biết tiến không biết lùi, vậy thì tiêu diệt bọn họ thôi. Sột soạt, nghe thấy câu này, Tống Hậu Lượng không khỏi hít sâu một hơi. Không hổ danh là chủ soái Bắc Lương, nói chuyện rất có phong thái. Lời nói đi đôi với hành động, nhà họ Đàm đã nắm giữ giới thanh tra Thượng Hỗ mấy chục năm cuối cùng sắp bị tiêu diệt rồi. Điều đó đồng nghĩa với việc thay đổi huyết mạch của Thượng Hỗ, chắc chắn sẽ đắc tội với rất nhiều người. Hơn nữa, nhà họ Đàm này cũng không phải một gia tộc nhỏ ở Thượng Hỗ, gốc gác đã ăn rất sâu. Chủ soái, thuộc hạ phải nói thêm vài câu, nhà họ Đàm này không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Gia chủ nhà họ Đàm, Đàm Lệnh Hồ, cai quản cục thanh tra mấy chục năm, thế lực của ông ta đã lan rộng và ăn sâu khắp nơi, khó mà làm lay động được. Hơn nữa Đàm Lệnh Hồ này còn có quan hệ với một nhân vật lớn ở trong chiến khu, sau lưng nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ nhân vật này vì vậy mới có thể hô mưa gọi gió ở Thượng Hỗ suốt bao nhiêu năm nay. Tống Hậu Lượng nói, vẻ mặt có chút lo lắng. Nghe thấy vậy, Tiêu Chính Văn nhíu mày, hỏi, Đàm Lệnh Hồ có quan hệ với nhân vật lớn của chiến khu? Tống Hậu Lượng gật đầu, nói, vâng, chuyện này cũng không phải bí mật. Tuy nhiên, nhân vật lớn đó là ai thì tôi không thể nào biết được. Nhưng có thể chắc chắn là chức vụ của người đó trong chiến khu không hề thấp, là một vị tướng quân dẫn dắt hàng vạn binh lính. Tiêu Chính Văn cau mày, nếu có liên quan đến chiến khu thì có chút rắc rối. Tuy nhiên, anh không hề sợ hãi. Chỉ là gần đây tình hình trong chiến khu đã thay đổi rất nhiều,
Tiêu Chính Văn không có ý định đắc tội với người trong chiến khu lúc này. Tuy nhiên, nếu nhà họ Đàm thật sự có quan hệ với một nhân vật lớn nào đó trong chiến khu, vậy Tiêu Chính Văn nhất định sẽ không bỏ qua. Không sao, nếu nhà họ Đàm biết sai, bản soái cũng sẽ không đuổi cùng giết tận. Nhưng nếu nhà họ Đàm không biết hối cải vậy thì đừng trách bản soái vô tình. Cho dù người đứng sau lưng bọn họ là ai, bản soái cũng phải nhổ sạch tận gốc. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, sau đó xoay người rời khỏi văn phòng. Anh trở về biệt thự, Khương Vi Nhan đang tắm, còn em họ Diêu Linh của cô đang mặc một chiếc váy ngủ màu trắng mỏng manh với đôi chân trắng nõn và hoàn mỹ. Cô ta đặt chân lên bàn, ngồi xem tivi. Tiêu Chính Văn cũng là đàn ông, vừa vào nhà đã nhìn thấy cảnh này, bất giác ho khan một tiếng rồi bước tới. Diêu Linh nhìn thấy Tiêu Chính Văn quay về, lập tức nhảy ra khỏi sofa, mở rộng hai tay, hét lớn, anh rể, anh về rồi. Nói xong, Diêu Linh lao vào lòng Tiêu Chính Văn, đôi bồng đào mềm mại cũng đập vào ngực anh. Cơ thể Tiêu Chính Văn cứng đờ, hai tay không biết nên ôm hay không ôm. Trên người Diêu Linh vẫn còn thoang thoảng mùi thơm của sữa tắm, nhất là khi cô ta chỉ mặc một bộ váy ngủ mỏng manh, Tiêu Chính Văn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng sự mềm mại của cơ thể Diêu Linh. Khụ khụ. Tiêu Chính Văn ho khan hai tiếng, đẩy Diêu Linh ra, nói chị em đâu. Diêu Linh chu miệng nhún vai nói, chị ấy đang tắm. Tiêu Chính Văn gật đầu, ngại ngùng không biết phải nói gì tiếp. Diêu Linh chớp đôi mắt to tròn, nhìn dáng vẻ ngại ngùng của Tiêu Chính Văn, trong lòng không ngừng cười đùa, anh rể, sao tự nhiên anh lại đỏ mặt thế? Hả, có sao? Tiêu Chính Văn ngây người ra. Diêu Linh cười tủm tỉm, thấy Tiêu Chính Văn chuẩn bị rời đi, cô ta gác chiếc chân ngọc ngà của mình lên thành ghế, chắn lối anh đi, cười hỏi, anh rể, anh đi đâu mà vội vậy? Cảnh tượng này khiến Tiêu Chính Văn suýt nữa thì xịt máu mũi. Diêu Linh này chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, lại còn là loại chỉ ngắn đến giữa đùi. Vừa nhấc chân lên, Tiêu Chính Văn đã nhìn thấy cảnh không nên thấy. Hơn nữa thân hình của Diêu Linh này rất nóng bỏng, đôi chân ngọc ngà dài thẳng tắp. Khoảnh khắc giơ chân lên cũng đủ khiến hàng vạn đấng mày râu mê mẩn. Cũng may Tiêu Chính Văn kiềm chế được bản thân, nói anh lên xem Nana. Nói xong, Tiêu Chính Văn định rời đi nhưng không dám tiến lên gỡ chân của Diêu Linh ra. Diêu Linh thấy vậy, bật cười ha ha, sau đó bỏ chân xuống nói, được rồi. Không trêu anh nữa, Nana đã ngủ rồi. Tiêu Chính Văn gãi đầu lúng túng. Anh đường đường là chủ soái Bắc Lương thế mà lại bị một cô gái trêu ghẹo. Sau khi đi lên lầu, nhìn thấy Nana đang ngủ say, Tiêu Chính Văn lại bước xuống lầu. Lúc này, Khương Vi Nhan đã tắm xong, cô mặc một chiếc váy ngủ ren màu đen và đang dùng khăn lau mái tóc ướt của mình. Ngay lập tức, Tiêu Chính Văn hoa hết cả mắt. Trong phòng khách này, hai người phụ nữ có thân hình đẹp tới mức ông trời cũng phải ghen tị lại đang đứng cạnh nhau, là một người đàn ông khi nhìn thấy cảnh này, sợ rằng không thể kiềm chế được. Chồng, anh về rồi à? Khương Vi Nhan vừa lau tóc vừa hỏi. Tiêu Chính Văn ừ một tiếng, đi đến chỗ Khương Vi Nhan, cầm khăn lau tóc cho cô. Diêu Linh nhìn thấy cảnh này không khỏi nổi máu ghen, nói ái chà, anh rể, hai người định ân ái trước mặt em đấy à, ghê quá đi mất. Khương Vi Nhan cười nói, vậy em mau tìm một người bạn trai đi rồi dắt về đây chị duyệt cho. Diêu Linh nói, thôi bỏ đi, em không tin đàn ông, đều là đồ lợn thối. Nghĩ đến chuyện trên trạm tàu cao tốc, Diêu Linh lại tức giận. Khương Vi Nhan mỉm cười, không nói gì. Sau khi lau tóc xong, Tiêu Chính Văn cũng đi vào tắm rửa. Lúc này, Diêu Linh nhìn lướt qua cánh cửa phòng tắm, sau đó hỏi Khương Vi Nhan bên cạnh chị. Hỏi chị một chuyện, anh rể làm nghề gì thế? Lông mày Khương Vi Nhan khẽ giật giật, nghi hoặc hỏi, sao thế? Diêu Linh vội vàng nói chị, em có chuyện này không biết có nên nói cho chị nghe không? Chuyện gì mà làm ra vẻ thần thần bí bí thế? Khương Vi Nhan cười nói. Diêu Linh suy nghĩ, sau khi cân nhắc xong, nói chị, em phát hiện, anh rể hình như không phải người bình thường, anh ấy lại quen với tỷ phú Lý Trường Thắng. Em nhớ trước đây mọi người luôn nói, anh ấy là một con chó hoang, là thằng ăn bám mà. Khương Vi Nhan nghe thấy vậy liền hiểu ý của Diêu Linh, cô liền cười nói, Diêu Linh, thật ra anh rể em là... Bụp! Chưa kịp nói xong. Đột nhiên, tấm kính ở cửa lớn phòng khách vỡ tan tành, một viên đạn xuyên qua bóng tối, nhắm vào người Khương Vi Nhan với tốc độ vô cùng nhanh.
Chương 659, ám sát, tức giận. Ngay lập tức, viên đạn đó xoẹt qua cánh tay Khương Vi Nhan, ghim vào bức tường bên cạnh. Đồng thời, cánh tay mềm mại trắng nõn của Khương Vi Nhan cũng bị chảy xước một chút, máu tươi bắt đầu chảy ra. Á, anh rể, anh rể. Lúc đó, Diêu Linh sợ hãi hét lên. Khương Vi Nhan lập tức kéo Diêu Linh trốn ra đằng sau ghế sofa. Cùng lúc đó, Tiêu Chính Văn lao ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ mặc một chiếc quần. Khi anh nhìn thấy cảnh tượng trong phòng khách, một vài viên đạn khác lại bắn tới. Bằng bằng bằng. Đạn bắn vào ghế sofa, vào nền nhà, vào tường. Tiêu Chính Văn xoay người, lăn người sang một bên, hét lên với Khương Vi Nhan và Diêu Linh đang trốn sau sofa, hai em đừng động đậy. Á, á á. Diêu Linh chưa từng thấy cảnh tượng này, quỳ rạp trên đất, bịt chặt hai tai, trốn trong vòng tay của Khương Vi Nhan hét ầm ĩ. Chị, rốt cuộc là chuyện gì vậy, sao lại có người bắn súng chứ? Hay là cướp, chúng ta liệu có chết ở đây không? Diêu Linh sợ quá bật khóc. Khương Vi Nhan vội vàng ôm chặt cô ta, nói, đừng sợ, anh rể em có thể xử lý được. Nói xong, cô nhìn Tiêu Chính Văn ở phía bên kia nhưng lại phát hiện ra không thấy anh đâu nữa. Lúc này, Tiêu Chính Văn đã lật người bò vài vòng, núp sau cột tường phía sau cửa. Trong vài phát đạn vừa rồi, anh đã xác định được vị trí của kẻ xả súng trong bóng tối ở bên ngoài. Nhưng bây giờ anh không có súng, muốn xông ra ngoài giải quyết quả thực rất khó. Hơn nữa, bên kia tuyệt đối không phải người bình thường, hắn vẫn luôn nhắm vào trong phòng khách, nếu như mình hành động nhất định sẽ bị tấn công hàng loạt. Tiêu Chính Văn hít sâu một hơi, trong hốc mắt tràn đầy tức giận. Lại có người dám đột nhập vào biệt thự và nhắm súng vào bọn họ. Nếu như tối nay mình không ở đây, hậu quả thật không thể tưởng tượng. Là ai? Là ai làm? Lúc này Tiêu Chính Văn vô cùng tức giận, anh cầm ngọn đèn bên cạnh, lập tức ném ra ngoài. Bằng bằng. Trong phút chốc, chiếc đèn đã vỡ tan tành. Tiêu Chính Văn hít sâu một hơi, phán đoán sơ bộ, ba người. Anh liếc nhìn Khương Vi Nhan đang trốn sau sofa rồi làm hành động, suỵt, với bọn họ. Sau đó, Tiêu Chính Văn sờ eo lại phát hiện ra con dao găm vẫn đang ở trong phòng tắm. Thời gian 3 phút từ từ trôi qua, ba tên trốn trong bóng tối rốt cuộc không kìm lòng được, bước ra khỏi chỗ đó, tất cả đều mặc đồng phục chiến đấu màu đen, đội mũ bảo hiểm, cầm súng trường, đi giày chiến đấu, từng bước tiến tới gần cửa. Choang! Một trong số chúng đã đập vỡ lớp cửa kính, phát ra âm thanh chói tai. Người bên cạnh lập tức giơ tay ra hiệu dừng lại. Sau đó, ba bóng người mặc đồ chiến màu đen đứng ở lối vào cửa chính của phòng khách, tay cầm súng, nhìn chằm chằm vào mọi chuyển động trong biệt thự. Đột nhiên, một bóng người lao tới, tung một cú đấm mạnh, bụp một tiếng, đấm vào đầu một tên ở bên cạnh. Bụp! Ngay lúc ấy, tên đó bị đấm một phát, bay ra ngoài vài mét, mũ bảo hiểm rơi xuống đất vỡ tan tành. Phải biết rằng đây là chiếc mũ bảo hiểm có thể chống được đạn. Tuy nhiên, lúc này lại bị người ta làm vỡ tan chỉ với một cú đấm. Hai tên còn lại nhanh chóng giương súng nhắm vào bóng người trước mặt. Bằng bằng bằng. Đạn nã như mưa. Tuy nhiên, trong khi Tiêu Chính Văn tung cú đấm vào một tên sát thủ, anh cũng đã lấy được con dao găm dắt trên eo tên đó, anh lập tức lao tới, chém vào mũ bảo hiểm của một trong số chúng. Con dao găm trực tiếp xuyên qua mũ bảo hiểm và xuyên qua hàng lông mày của tên sát thủ. Khi tên sát thủ này quay lại, trên mũ bảo hiểm đã xuất hiện vệt máu, sau đó hắn ngã xuống đất. Chỉ còn duy nhất một sát thủ cầm súng, hắn vừa bóp cò, thân hình vạm vỡ trước mặt đã lóe lên, lao tới ngay trước mặt hắn. Một tay Tiêu Chính Văn nắm lấy súng của tên sát thủ, nâng họng súng lên, bắn vô số viên đạn dày đặc vào không trung. Đồng thời, một tay còn lại của anh bóp cổ tên sát nhân, nhấc lên khỏi mặt đất nửa mét, lạnh lùng hét lớn, ai phái chúng mày tới. Tiếng gầm tức giận thể hiện ngọn lửa phẫn nộ trong lòng Tiêu Chính Văn. Tên sát thủ cuối cùng lúc này bị treo lơ lửng trên không trung, hắn liều mạng giãy giụa nhưng tốn công vô ích. Trong cổ họng vang lên tiếng đứt quãng, đồ, đồ hưu. Giác! Sau khi nghe thấy cái tên, Tiêu Chính Văn lập tức bẻ gãy cổ đối phương và ném hắn xuống đất. Trong nháy mắt, ba tên sát thủ có súng đều đã chết trên thảm cỏ của biệt thự. Ánh mắt Tiêu Chính Văn lạnh lùng, liếc nhìn xung quanh, sau đó vội vàng quay vào trong nhà, nhưng lại thấy trong nhà có thêm ba vị khách không mời mà tới, tất cả đều mặc đồng phục chiến đấu màu đen, trên tay cầm súng.
trong đó có một tên đang giữ Nana, dí súng ngắn vào đầu cô bé. Nana sợ hãi vô cùng, bật khóc nức nở. Hai tên kia đang giữ Khương Vi Nhan và Diêu Linh, cũng chĩa súng trường vào lưng họ. Chỉ cần Tiêu Chính Văn dám manh động, bọn chúng sẽ nổ súng. Tiêu Chính Văn tức giận, quét mắt qua người bọn chúng, lạnh lùng nói, chúng mày muốn chết à? Tên sát thủ đang giữ Nana lạnh lùng cười nói, chủ soái Tiêu, tao biết mày rất mạnh, trong vòng 10 mét, không ai có thể là đối thủ của mày được, cho dù bọn tao có súng cũng không ổn. Nhưng bây giờ, vợ con mày đều đang trong tay tao, tao khuyên mày, tốt nhất đừng có hành động hấp tấp, nếu không, tao không chắc bọn họ có phải ăn đạn không đâu đấy. Nghe thấy vậy, Tiêu Chính Văn cau mày, ánh mắt bừng lên tia sát khí, hỏi, là Đồ Hưu sai chúng mày tới à? Bên kia cười giễu cợt, mày đã biết rồi thì còn hỏi làm gì nữa? Tiêu Chính Văn nhíu mày, hỏi chúng mày muốn gì? Ba tên đó liếc nhìn nhau, sau đó cười khẩy, muốn cái mạng của mày. Nói xong, tên đó lập tức chĩa súng vào người Tiêu Chính Văn, bắn liền hai phát. Á, chồng ơi! Khương Vi Nhan sợ hãi bật khóc, hét lên một tiếng. Sau đó, cô tận mắt nhìn thấy Tiêu Chính Văn bị bắn ngã xuống đất. Không, chồng ơi, chồng ơi! Ba tên sát thủ thấy Tiêu Chính Văn ngã xuống liền liếc mắt nhìn nhau, sau đó tên sát thủ đang ôm Nana cầm súng từ từ đi về phía Tiêu Chính Văn. Nhưng khi bước tới chỗ Tiêu Chính Văn, hắn hoàn toàn chết lặng. Tiêu Chính Văn đang nằm trên mặt đất đột nhiên trợn trừng hai mắt, chờ mình đứng dậy, chộp lấy khẩu súng của tên đó, bắn ngược lại vào đầu của hắn. Tên đó tới tận lúc chết đi cũng không biết được Tiêu Chính Văn đã tránh hai phát đạn của mình như nào. Hai tên còn lại thấy tình hình không ổn lập tức nổ súng, nhưng khi tên sát thủ ngã xuống, một tay Tiêu Chính Văn ôm lấy Nana, tay còn lại cầm khẩu súng ngắn, bắn hai phát về phía bọn chúng, bắn chúng vào lông mày của hai tên đứng sau Khương Vi Nhan và Diêu Linh. Phịch một tiếng, hai tên sát thủ đồng thời ngã xuống vũng máu. Diêu Linh hai chân mềm nhũn, ngã rạp xuống đất. Khương Vi Nhan vội vàng lao tới, ôm lấy Nana và Tiêu Chính Văn. Vừa khóc vừa hét lớn, chồng ơi, anh không sao chứ? Tiêu Chính Văn vỗ vai Khương Vi Nhan an ủi, anh không sao, mấy tên này không phải là đối thủ của anh. Một lúc sau, Long Nhất dẫn người tới biệt thự thu dọn hiện trường sạch sẽ. Sau đó, anh ta run rẩy đứng trước mặt Tiêu Chính Văn đang ngồi trên ghế sofa nghịch súng ngắn, quỳ xuống, nói chủ soái. Là sơ suất của tôi. Tôi bảo vệ không nghiêm khiến đối phương thừa cơ đột nhập. Xin anh trách phạt, Tiêu Chính Văn nạp đạn vào súng vang lên tiếng cạch cạch, liếc nhìn Long Nhất đang quỳ trên đất, nói, đứng dậy đi. Long Nhất không dám đứng dậy, nói, xin chủ soái trách phạt. Tiêu Chính Văn thở dài nói, chuyện này không trách anh, là tôi quá bất cẩn, cứ nghĩ rằng đối thủ sẽ không dám ra tay ở đây, cứ đứng dậy đi. Long Nhất đứng dậy, đứng sang bên cạnh Tiêu Chính Văn, hỏi chủ soái, vậy tiếp theo chúng ta làm thế nào? Tiêu Chính Văn cau mày, vung tay lên, nhìn khẩu súng lục, lạnh lùng nói, điều 50.000 lính, 3 ngày sau tiến tới Giang Trung. Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 660, vảy ngược của rồng. Chỉ là 10 từ đơn giản nhưng đủ để thể hiện sự phẫn nộ của Tiêu Chính Văn lúc này. Chạm vào vảy ngược của rồng nhất định sẽ phải trả giá. Dám ra tay với Khương Vi Nhan chỉ có con đường chết. Long Nhất cung kính nói, chủ soái, tôi sẽ đi thông báo, triệu tập 50.000 quân Bắc Lương tới Giang Trung, tất cả những kẻ ở Giang Trung, kẻ nào cũng đừng hòng thoát được. Tiêu Chính Văn nhìn những thi thể trên mặt đất bằng ánh mắt sắc bén, hung dữ nói, những xác chết này gửi tới chỗ Đồ Hưu. Nói với ông ta, rửa sạch cổ chờ chết đi, 3 ngày sau buộc phải lấy được cái mạng chó của ông ta. Long Nhất nhận lệnh rồi rời đi. Khương Vi Nhan nhảy tới ôm chầm lấy Tiêu Chính Văn, nước mắt lăn dài trên gò má, hu hu, Tiêu Chính Văn an ủi, không sao, không sao nữa rồi. Khương Vi Nhan bật khóc nức nở như một chú mèo mướp, lúc anh ngã xuống, em còn tưởng rằng không được gặp anh nữa rồi. Tiêu Chính Văn điềm tĩnh nói, yên tâm, đám vặt vãnh này không thể làm tổn thương một cọng lông của chồng em được đâu. Nana cũng khóc nói, Nana không muốn bố xảy ra chuyện, không muốn mẹ đau lòng đâu. Tiêu Chính Văn dùng một tay ôm Nana lên, Nana đừng khóc, bố vẫn luôn ở đây mà, bố đồng ý với con, nhất định sẽ bảo vệ con và mẹ thật tốt. Nana lau nước mắt, miệng chu ra, vâng ạ, Nana biết rồi,
bố lúc nào cũng là anh hùng trong lòng Nana. Diêu Linh nhìn gia đình chị họ, rơi nước mắt vì xúc động. Cô nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn một lúc lâu, vẻ mặt vô cùng sùng bái và kính trọng. Cả đêm, Tiêu Chính Văn ở bên cạnh bảo vệ cho Khương Vi Nhan và Nana. Đồ hưu, tôi sẽ giết chết ông. Cùng lúc đó, trên đầu phố Tu Hà, dưới ánh đèn đường, xe cộ đi lại không ngừng. Hai người đàn ông mặc áo khoác gặp nhau. Biệt hiệu, Phi Tiêu. Biệt hiệu, Giao Găm. Giao Găm cúi đầu nói, nhiệm vụ ám sát Tiêu Chính Văn đã thất bại. Phi Tiêu lập tức thưởng cho Giao Găm một cái tát, sau đó trầm giọng nói, tôi vẫn chưa đến vì sao đã ra tay. Cậu có biết, cậu tự tiện hành động như vậy sẽ khiến toàn bộ kế hoạch đối phó với Tiêu Chính Văn bị đổ bể không? Giao Găm đau đớn nói, không đến mức đó đâu. Chúng ta chỉ là thất bại một lần ám sát thôi, cho tôi thời gian một giờ, tôi sẽ triệu tập một nhóm sát thủ mạnh hơn tới lấy mạng Tiêu Chính Văn. Bốp! Phi Tiêu lại cho Giao Găm thêm một cái tát, tức giận nói, đồ ngu ngốc. Cậu thì biết cái gì? Cậu có hiểu Tiêu Chính Văn không? Cậu có biết chủ soái Bắc Lương không? Cậu có biết địa vị của Tiêu Chính Văn ở Hoa Quốc không? Giao Găm xoa mặt, vẻ mặt chua xót nói, thuộc hạ không biết. Phi Tiêu hung dữ nói, cậu thất bại một lần, Tiêu Chính Văn đã biết kế hoạch của chúng ta, một khi hắn đã có phòng bị thì không một ai có thể tiếp cận được hắn nữa. Giao Găm lầm bầm, Tiêu Chính Văn thật sự đáng sợ như vậy sao? Phi Tiêu nhớ lại quá khứ, tôi đã chiến đấu trên chiến trường nhiều năm, nếu có người được gọi là cột sống của Hoa Quốc thì người đó chính là Tiêu Chính Văn. Giao Găm hỏi, nếu đã như vậy thì tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Phi Tiêu trầm mặc hồi lâu, bắt đầu nói, nghe nói gần đây nhà họ Đàm ở Thượng Hỗ xảy ra chuyện lớn. Giao Găm gật đầu, trưởng quan vừa tới Tu Hà, không biết tình hình, tên Tiêu Chính Văn đó đã bắt thiếu gia Đàm Tử Thạch của nhà họ Đàm, còn nói rằng cho bọn họ thời gian 3 ngày để tới chuộc người, nếu không thì chờ nhận xác của Đàm Tử Thạch đi. Ồ! Phi Tiêu hứng thú hỏi, phía bên nhà họ Đàm bày tỏ thái độ thế nào? Giao Găm thì thào, nói, nhà họ Đàm là thế gia ở Thượng Hỗ. Đàm Lệnh Hồ là tổng tư lệnh cục thanh tra, làm sao có thể để người khác cưỡi lên đầu mình được, nhà họ Đàm phái nhị gia Đàm Bát Diệu đến Tu Hà, lệnh cho đám thuộc hạ, trong vòng một ngày phải lấy được đầu của Tiêu Chính Văn. Phi Tiêu cân nhắc một hồi rồi bắt đầu lên kế hoạch, cậu có quen thuộc hạ của nhà họ Đàm ở Tu Hà không? Giao Găm gật đầu, nói ông ta ở Tu Hà lăn lộn mười mấy năm, về cơ bản ai cũng biết đến, ông ta tên Lưu Lôi, là thủ lĩnh của thế lực ngầm ở Tu Hà. Trước đây Tiêu Chính Văn đã bắt một thủ lĩnh khác là Tiền Lão Hổ, Lưu Lôi này sợ rằng không phải mối đe dọa với Tiêu Chính Văn. Phi Tiêu trả lời, Lưu Lôi không làm được vậy thì chúng ta sẽ giúp ông ta. Giao Găm lập tức hiểu ý của Phi Tiêu, trưởng quan, ý của anh là mượn dao giết người. Khóe mắt Phi Tiêu hiện lên một tia giễu cợt, nếu Tiêu Chính Văn đã phòng bị chúng ta, vậy thì chúng ta phải dùng con dao mà hắn chưa phòng bị để ra tay. Cậu nói xem, như vậy hắn có kịp thời gian chuẩn bị không? Giao Găm không ngừng tâng bốc, trưởng quan, ý này hay. Một lúc sau, hai người đi theo hai hướng đông tây, rẽ vào một con ngõ, rồi lại gặp nhau trong một con hẻm nhỏ. Thời gian mật thám ở một địa điểm không được phép vượt quá 10 phút, đây là quy tắc bất thành văn. Giao Găm dẫn Phi Tiêu đi gặp Lưu Lôi. Lưu Lôi chủ yếu thường hay ở ba nơi, hộp đêm, sòng bạc, khách sạn. Những chuyện này, Giao Găm rõ như lòng bàn tay. Giao Găm dẫn Phi Tiêu đến thẳng hộp đêm Tử Vũ, đúng lúc gặp được Lưu Lôi đang uống rượu với các anh em. Giao Găm tiến lên trước, trực tiếp nói thẳng, ông Lôi, tôi dắt một người anh em đến gặp ông. Lưu Lôi phì phèo điếu thuốc, phớt lờ hắn. Một tên đầu chọc bên cạnh Lưu Lôi đẩy Giao Găm ra, hét lớn, người nào cũng đưa đến chỗ anh Lôi được, mày xem hộp đêm của anh Lôi là trại tị nạn à? Biết điều thì mau cút đi. Ha ha ha. Đám đàn em bên cạnh Lưu Lôi cũng bật cười ha hả, nhìn Giao Găm như một kẻ ngốc. Phi Tiêu lập tức tiến lên trước, đánh gục tên đầu chọc chỉ bằng một cú đấm. Tên đầu chọc lảo đảo rồi ngã phịch xuống đất. Đám đàn em bên cạnh Lưu Lôi thấy vậy liền chửi bới, mẹ nhà mày, muốn tới đây gây chuyện à? Lại còn dám động tay động chân trên địa bàn của đại ca tao, chúng mày chán sống rồi đúng không? Giao Găm vội vàng xua tay, nói chúng tôi không phải tới để đánh nhau, chúng tôi muốn bàn bạc hợp tác. Lưu Lôi nhả khói ra, sau đó thản nhiên hỏi, cậu tên là gì?
thuộc hạ của Lưu Lôi ngạo mạn, đại ca của bọn tao hỏi mày đấy. Còn không mau trả lời đi, muốn chết à? Phi Tiêu bình thản đáp, Phi Tiêu. Đám thuộc hạ của Lưu Lôi cười chế giễu, tên kiểu đéo gì vậy? Ngu như người, Phi Tiêu cầm chai rượu bên cạnh lên, đập mạnh về phía đám người ngạo mạn này. Choang! Chai rượu vỡ nát, đầu của một tên thuộc hạ cũng lập tức nứt toác ra, máu me bắn ra be bét, chảy từ đầu xuống dưới. Tên đó kêu lên một tiếng rồi ngã phịch xuống đất. Á á! Những người trong hộp đêm kêu la ầm ĩ, sau đó vội vàng rời đi. Thuộc hạ của Lưu Lôi cầm chai rượu lên, xông tới tấn công Phi Tiêu. Phi Tiêu không lùi mà tiến, dùng tay không đấu với đám thuộc hạ đó. Á á á! Những tiếng la hét lần lượt vang lên, những tên này đều đã bị Phi Tiêu đánh ngã xuống đất. Lưu Lôi kinh hãi, chiêu thức vừa rồi của Phi Tiêu cho thấy hắn là một vị quân vương, sao Tu Hà lại xuất hiện một cao thủ như thế này? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 33.